hôm nay là chúng ta sẽ bàn về một cái chủ đề. Chủ đề này là khó nhưng mà quan trọng và rất là hữu ích cho vấn đề tu tập của chúng ta. Và tôi thiết nghĩ là cái chủ đề này quý thầy cô sẽ quan tâm. Đó là nghiệp và nghiệp báo. Trong cái chủ đề luân hồi á, nhân quả luân hồi á, nằm dường như nó cũng có nối kết với bài này. Tôi chỉ giảng bài này là đủ. Cái đầu tiên chúng tôi muốn nhận mạnh ở đây đó là những ngộ nhận về giáo lý của nghiệp. Và cái ngộ nhận này không phải là ngộ nhận bên ngoài hoặc ngộ nhận chuyện là chuyện bình thường. Nhưng mà chính chúng ta ngộ nhận cái này đó là vấn đề. Và cũng có rất nhiều tiền nói xem dạng sao mà chập, và chúng tôi thấy nghiệp của Đạo Phật giống như là định nghiệp. Và chính những ngộ nhận về giáo lý nghiệp của Phật giáo, cho nên người ta hay nói cái Đạo Phật mình là bi quan yểm thế và chấp nhận mọi sự trong cuộc đời. Cái gì xảy ra mình chấp nhận và mình đổ thừa cho nghiệp. Về câu nói á, mà chúng tôi thường nghe nhất á, đó là gì? Khi một cái chuyện mà không may xảy ra, mình nói do nghiệp thôi, chấp nhận. Có không? Đó là cái mà tôi thấy, đó là cái mà dường như là rất phổ thông, phổ biến. Và khi chúng ta hiểu như thế là chúng ta đang biến cái Đạo Phật thành một cái giáo lý chủ trương về thiên mình, hay là định mình, hay là tiền nghiệp. Mà thiên mình, định mình á, là coi như được là không có gì cải tổ được cả, cải tạo được cả. Đó là một cái điều tiên chúng tôi nói. Và cái thứ hai mà nó bị ảnh hưởng bởi cái những câu nói này, và những câu nói này tôi không tìm thấy đâu ra trong kinh điển. Mà nói ngay cả chư tổ thì tôi cũng đã hỏi thầy của tôi, quý thầy của tôi, và các ngài cũng không hề nói câu này là của tổ nói. Dục tri tiền thể nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thể quả, kim sanh tạc giả thị. Là cái gì? Nghe mấy vị nghe cái này chưa? Cái vì cái mà mấy thầy mà thường thường đi giảng nghiệp là hay sách cái câu này đó lắm. Muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này, muốn biết quả mai sau thì hãy xem nhân đời này. Câu này đúng hay sai? Câu này đúng hay sai? Nhân đời trước, muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này. Muốn biết quả mai sau thì xem nhân đời này. Thưa quý thầy cô, cái này đúng hay sai? Đúng thì đúng bao nhiêu phần trăm? Hay là sai toàn bộ? Đúng chỗ nào và sai chỗ nào? Muốn biết nhân đời trước thì hãy xem quả đời này. Quả đời này là quả lúc nào? Quả cho đến lúc mình chết luôn, hay là quả đời này, hay là quả đến lúc nào? Ngay trong hiện tại, ngay lúc này, ngay trong lúc này. Khi nghe như vậy là không đúng, là đúng không? Bởi vì nếu câu này mà đúng á, thì nó đi đến một cái chỗ là gì? Không có chuyện hiệu quả của tu tập, không có cái tác dụng của vấn đề tu tập. Tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Tu là chuyển hóa. Tu là sửa. Mà nếu mà cái nhân đời trước nó quyết định hoàn toàn quả trong đời này vậy thì chúng ta đâu có thay đổi được cái gì. Hả? Sao? Thiếu duyên. Học nhân duyên bây giờ vô nói thiếu duyên. Nhân duyên quả. Phải không? Thường nói đủ là nhân duyên quả. Cái này là cái đúng. Nhưng ở đây hai câu này tôi muốn nói với quý thầy cô là hai câu này phần nào câu nào cũng trật cả. Đúng chút chút thôi. Nó có những cái thì giống như nhân quả đời sau thì có nhân, muốn biết cái quả mai sau thì có cái nhân đời này. Thì cái này nó chỉ đúng trong một mức độ nào đó. Và nó đúng mang cái tính tương đối cho nó không hoàn toàn đúng. Bởi vì có những nhân đời này mình tạo nhưng mà quả đời tới mình không nhận.
Quý thầy có tin điều đó không? Và vì như vậy cho nên mình mới chuyển hóa được cái nghiệp lực của mình tu tập. Ví dụ như quý thầy cô nghe cái chuyện là ông Angulimala phải không? Tức là vô não phải không? Vô não là đã tạo ra cái nhân xấu, nhưng mà để ông là chứng quả A-la-hán ngay trong đời còn sống. Vậy thì những cái quả, những cái mà khi mà đại chứng A-la-hán là sanh đã tầng phàm hạnh đã thành, và không còn thọ nhân sau nữa, không còn thọ đời sau nữa, thì làm sao mà gọi là quả mái sáu? Cho nên ở đây hai câu này tôi muốn nói lui nói tới như thế để quý thầy cô biết rằng là hai câu này không phải truyền tải hoặc đúng cái giáo lý nghiệp và nghiệp báo của Phật giáo. Và ở đây tôi cũng có trích thêm một câu của cụ Nguyễn Du. Nguyễn Du nói: cho hay muôn sự tài trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Và khi nghe hai câu này á, thì dường bốn câu thơ này dường như mình nghĩ là cụ Nguyễn Du á, cụ chấp nhận số mình, phải không? Cụ cũng là, bởi vì cụ là cái người mà ảnh hưởng của nho học. Nhưng mà hình như cụ là một nhà Phật học gọi là gì? Tuyệt tác. Nhà là một nhà Phật học trí tuệ. Bởi vì cụ đã từng nói một câu thế này này: ngạ độc kim cang thiên biển linh, tôi tùng kinh kim cang trên 1000 lần. Và kim cang là quý thầy cô biết đó là giáo lý thường thừa. Cho nên nếu mà hiểu cụ Nguyễn Du như vậy là cụ sẽ nói một câu là: bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tổ như. Không biết sau 300 năm sau khi mà Nguyễn Du mất thì có ai khóc tổ như không? Vì biết bây giờ rất nhiều người khóc tổ như, bởi vì rất hiểu được cái tư tưởng của thiên tài này. Và nói thật với quý thầy cô là cụ Nguyễn Du hiệu nghiệp của đạo Phật cũng cực kỳ gọi là chính xác và khoa học. Để từ từ ta sẽ là phân tích. Và những cái câu mà mưu sự tài nhân tành sự tài thiên, những cái thái độ như vậy là đưa đến những cái ngộ nhận về giáo lý nghiệp của Phật giáo. Và khi mà ngộ nhận đến giáo lý nghiệp Phật giáo thì lập tức quý vị biết. Do vậy là cái quan niệm là gieo nhân nào gặt quả đó, cái đó là nó không phải của Phật giáo. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái giáo, cái những cái căn bản về giáo lý của nghiệp. Bây giờ chúng ta đi vào biết nghiệp là gì. Khi muốn giải tỏa cái, hay muốn giải thích giảng dạy về giáo lý nghiệp thì đầu tiên cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải làm đó là gì? Nguyên tắc của chúng ta là khi muốn giảng dạy một vấn đề gì, cái điều đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là định nghĩa cái vấn đề đó. Phải nói rõ vấn đề chúng ta. Và nghiệp trong đạo Phật, nghiệp là gì? Nghiệp là tiếng Tàu. Trung Hoa họ dịch từ cái tiếng Cạc Ma của Sanskrit và Kamma của Bali. Và ý nghĩa của nó là gì? Nghiệp là hành động có tác ý. Hành động có tác ý. Vậy một việc làm mà không có một hành động mà không có tác ý thì cái đó không tạo ra nghiệp. Đây là cái nguyên tắc đầu tiên. Tác ý trong kinh gọi là Cetana là nghiệp. Cetana là gì? Là tác ý. Cho nên khi quý thầy cô thấy như vậy, từ cái nội hàm này không là biết rằng là chúng ta đổ thừa cho quá khứ là trật lắc hết, không đúng về nghiệp của Phật giáo. Ví dụ như có những cái việc làm mà chúng ta không tác ý thì không có tạo ra nghiệp. Ở đây cũng có thêm một vấn đề nữa, muốn đưa đến từ cái nghiệp rồi đưa đến nghiệp quả không phải là làm liền mà có qua giai đoạn. Thứ nhất là nghiệp mà chúng ta có thể nói là tạm thời là qua ba cái giai đoạn: gia hành,
căng bảng và hầu khởi. Gia hành là cái giai đoạn đầu chuẩn bị khởi tâm. Chuẩn bị khởi tâm để làm việc đó, có ước muốn làm việc đó gọi là giai đoạn gia hành. Giai đoạn thứ hai bắt đầu là thực hiện cái ước muốn đó. Vậy thì bước thứ nhất là gì? Ý tác ý cái đã. Vậy bước thứ hai là thực hiện. Mai thực hiện. Cái gì thực hiện? Hả? Chúng ta biết rằng là chúng ta có ba nghiệp. Nghiệp thân, nghiệp lời và nghiệp ý. Vậy bây giờ ba nghiệp này nó hành động. Và khi mà ba nghiệp này hành động rồi mà đầy đủ rồi thì nó mới tạo ra cái cuối cùng gọi là kết quả là hậu khởi. Cho nên khi người ta gọi, thí dụ bây giờ một người thấy cái của, thí dụ tôi thấy bên kia có cái máy đẹp quá, cái iPhone mới quá, tôi tác ý, tôi thấy tham và tôi muốn lấy, có tội chưa? Có tội chưa? Đó, bữa nay phải nói cho rõ ràng, không sợ hãi chi hết. Cái đó là mới gì? Mới tác ý, mới khởi tâm, và cái đó không hề có tội. Nhưng mà khi tác ý như vậy là quý thầy cô biết là bắt đầu là nó là bước đầu tiên. Hả nè? Và chính nó là cái thằng mà thúc giục. Chứ không phải không có. Nhưng mà nó là chỉ mới là cái bước là gì? Khởi tâm thôi, chưa có. Bắt đầu chuẩn bị cái cách để mà gì? Để mà ăn trộm nó. Mà ăn trộm mà chuẩn bị bắt đầu thực hành tiến hành ăn trộm. Mà tới đấy rồi. Như thế này rồi đặt vào tội chưa? Chưa phải không nè? Khi nào mà giấu đây nè? Bỏ tội lúc đó mới là hầu khởi. Khi tác ý và cái tác ý đã được ba nghiệp thân khẩu ý nó thực hiện và cái hành động thực hiện nó đã được tiến hành thì lúc đó nghiệp mới quả mới phát sanh. Quý thầy cô biết cái này á, là không phải là chỉ có đạo Phật mà luật pháp á, người ta cũng sử dụng, người ta cũng áp dụng trên nguyên tắc này. Ví dụ như tôi được biết cái điều luật, tôi có học và tôi có biết điều luật 150 của Bộ Hiến pháp, của Bộ Luật pháp Hình sự của nước Việt Nam á, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luật hình sự á, thì chỉ có thể kết tội người ta cũng qua ba giai đoạn như vậy. Ví dụ bây giờ quý thầy có biết có những đứa nó thấy cái nhà kia hay cái chỗ này hàng mùa ăn cắp, tổ chức ăn cắp và nó lên kế hoạch đồ cả, công an nghe lên kế hoạch tốt hết rồi, nó ngồi nó bàn bạc nhau rồi. Phải như thế nào làm, đứa gì làm gì làm gì. Nghe xong rồi, bắt chưa được. Bắt không có cách gì mà kết tội được hết. Tôi ngồi tôi nói chơi mà. Sau rồi bắt đầu lên kế hoạch xong rồi bắt đầu là gì? Đi tìm những cái phương tiện để thực hiện cái kế hoạch đó. Thì dù như mua là những cái dụng cụ. Và đem về có đầy đủ những dụng cụ trong nhà rồi. Về tới thấy cũng không bắt được. Bắt cũng cách kia mà tiệt tội được. Và cuối cùng khi nào là phải rình nhỏ đến lúc nào bố tới nhà bắt đầu là nó thực hiện cái vấn đề ăn trộm, lúc đó mới kết tội được. Và cái này điều luật cần được Cộng hòa xã hội cho Việt Nam về hành xử là như thế. Thì quý thầy cô thấy có khác gì đạo Phật bên không? Và nhớ cái luật pháp của Phật giáo, cái giới luật của Phật giáo và cái luật pháp có cả nhiều cái rất gần giống nhau. Và về cái giáo lý nghiệp trong mức độ nào đó chúng ta thấy cái tương đồng để cho thấy cái thú vị, thấy cái ý nghĩa của cái giáo lý nghiệp Phật giáo. Chứ không phải là nó máy móc đến mức là cái gì mới nhìn thấy cô kia thấy nhìn đẹp rồi có tội đó mà sẵn sàng nữa. Mà tội kiểu đó thì không ai tu được cả, không ai giải thoát được hết. Không nè, phải nhớ như nữa, mà đừng có sợ hãi. Dĩ nhiên là luôn luôn giác tỉnh về thân khẩu ý, nhưng mà không có nghĩa rằng là mình không có tạo tội, mình chưa từng là tạo tội. Và trở lại vấn đề của cái bề kinh, và để mà nói là như là bề kinh của Nguyên Thủy và Đại Thừa của Bộ Phái luôn, là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo, nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh hoặc với tâm ý ô nhiễm. Cho nên ở đây nếu nói hay hành động tức là thân và khẩu nó được thực hiện, mà với tâm ý thì khổ nạn hoặc hạnh phúc sẽ theo ta. Ở đây nhớ cho rõ ràng. Và mình không có cái gì mà phân vân ở chỗ này. Và như khi hồi tôi nói về quý thầy cô là cụ Nguyễn Du. Đầu tiên cụ nói là
cho hay muôn sự tài trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Và khi nghe những câu này, người ta tưởng rằng là cụ chấp nhận cái số mình. Nhưng mà không phải đâu. Cụ là cụ độc đạo lắm. Nhớ rằng Kiều vì sao mà đi đoàn trường 15 năm? Bản thân mà chuộc cha. Và như vậy khi mà Kiều mà bản mình để chuộc cha 300 lượng để cha khỏi ở tù. Và sau đó là Kiều vì cái vấn đề đó mà phải gọi là dầm trường 15 năm. Từng là gì? Từng là đã vợ của Từ Hải. Từng đã là gì? Người tình của Thúc Sinh. Và từng đã bị Sở Khánh làm khổ. Thế nhưng sau 15 năm đoàn trường, khi trở lại gặp Kim Trọng. Kim Trọng là người tình của người yêu của Kiều. Và Kim Trọng muốn, khi gặp lại Kim Trọng rất mừng, mà Kim Trọng muốn tác hợp lại, tức là muốn kết cái duyên đó lại với Kiều. Muốn Kiều làm vợ. Thì Kiều nói một câu thế này. Sau 15 năm đoàn trường còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Trong sạch nữa mà có thể kết nên duyên vợ chồng. Ô uế rồi. Giống như quan niệm chúng ta thấy đó mà. Quan niệm mà phụ nữ mà như rửa là coi như là gì? Mất tinh. Không còn trong sạch. Kim Trọng nói thế này. Như nàng lấy hiểu làm tinh. Bùi nào cho đục được mình ấy thay. Cái tâm bây giờ trong đạo Phật, cái tâm gì quan trọng nhất? Tâm Phật là tâm hiểu. Và khi nàng bạn mình chuộc trá là vì nàng muộn dục vọng hay vì hiểu tâm? Cho nên vấn đề của nàng đoàn trường đó là vấn đề của thời cuộc. Nàng là nàng nhân, mà nàng đi bằng cái đồng tơ như thế, bằng cái mục đích như vậy, thì làm gì có chuyện mà nhớ bận trong nàng. Nàng có một cái sự trong sạch, nàng có một cái sự thanh cao, có một cái trính, nó gọi là tuyệt vời. Quý thầy cô thấy không? Cho nên ngụ Nguyễn Du, nếu như cụ không nắm được cái giáo lý của đạo Phật, thì cụ không nắm cũng không việc được cái này như thế đâu. Như nàng lấy hiểu làm trinh, bùi nào cho vận được mình ấy thay. Và cụ nói thế, chữ trinh kia cũng nắm ba bảy đường. Trinh á, có nhiều cái ý nghĩa. Trinh chẳng phải cái ý nghĩa mà automatic là của chồng là mất trinh. Cái chuyện là chuyện của thế tục. Chuyện đó nó rất là hạn chế. Và chuyện đó là mang cái tính là máy móc của cái nho giáo. Còn cái lòng thánh tịnh, cái lòng hiểu đạo, cái lòng trung trinh, cái đó mới là điều quan trọng. Cho nên quý thầy cô biết á, ở đây khi nói như thế để biết rằng là cụ coi trọng cái tâm đối với cái việc làm của Kiều. Cũng giống như Phật giáo nói gì, tâm dẫn đầu các pháp. Bởi vì Kiều vì hiểu đạo cho nên nàng không hề có cái tội tà dâm. Vì vậy mà trong này là cụ này là cụ mới nói một câu là xét tâm tội nghiệp Thủy Kiều, móc mắc điều tình ái khỏi điều tà dâm. Vậy thầy có biết cái bộ truyền Kiều này hay cực kỳ mà rất là Phật pháp. Mà không phải là một người giỏi gọi là thiền xảo về đạo Phật á, không viết nổi những cái tư tưởng đó đâu. Cũng giống như là ở nhân đây là một chút luôn là Kim Dung, ông cũng là một nhà Phật học nổi tiếng khi ông viết những cái bộ kiếm hiệp. Một kiếm hiệp quý thầy có biết Lý Thiên Long Bát Bộ phải không? Trời ơi, nó triết lý không là quý cô ấy, cái nghệ thuật sống không đó. Tôi đã coi những bộ sách, bộ truyền đó là độc đạo lắm. Và mới thấy được cái hiệu đạo của người ta. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy, nghiệp trong đạo Phật là nghiệp là có tác ý. Còn nếu không chúng ta sẽ bị lầm cầm. Ví dụ như có nhiều người Phật tử cứ hay hỏi những cái chuyện mà đôi khi họ đọc cái ba cái chuyện cổ tích ở đâu đó, tiền thân với Đức Phật muốn biết nó nằm ở chỗ nào. Ví dụ như có một kiếp nào đó là Đức Phật Ngài làm cái việc gì đó, thì đi đời sau Ngài chắc chắn phải trả cái đó. Đúng hay sao? Tôi trở lại một câu chuyện là khi Đức Phật Ngài thành đạo, Ngài về tại vườn Nai, ở đó Ngài thuyết pháp một thời gian.
Mỗi ngày ấy, ngài và chư tăng hành trì thiền định rồi là kinh hành ở đó một cách bình lặng, bình yên và cái môi trường sống rất là hạnh phúc. Cái đằng nai cái lận quận rồi cuối cùng là thấy chư tăng hiền quả, Đức Phật hiền quả, bắt đầu là một lần mà các vị ngồi thiền như vậy á là cái đằng nai là lận quận nó ngồi bòn bên, nó nằm nó ngủ. Còn một hôm Đức Phật ngài nhìn thấy có một người thợ săn cũng cào đầu, cũng mặc áo vàng. Thì Đức Phật mới ra hỏi vì sao ông lại mặc áo vàng mà cào đầu như thế, ông là thợ săn mà. Ông nói dạ bạch Đức Phật, bởi vì chúng con mặc đồ thợ săn mà nấm cúng tên á, nai là thấy nó sợ chạy trốn, săn mệt lắm. Còn con thấy các ngài cái ngồi yên mặc đồ vàng như thế này mà tụi nó tới là tụi con bắt khỏe. Và khi Đức Phật thấy được cái ta dạ tâm như vậy, cho nên từ đó là Đức Phật đã khởi cái tâm bảo vệ đằng nai. Trước khi ngài lên đường đi hoàng hóa thì thay vì mỗi chiều đằng nai nó đến nó sinh hoạt với chư tăng, sinh hoạt với Đức Phật thì bình yên, thì hôm nay từ hôm đó Đức Phật lại lấy cái bức đánh nó. Đánh nó là gì? Đuổi cho nó vô trong rừng sâu. Và đục đầu thì đằng nai nó không sợ vì nó sống quen với Đức Phật, quen sống chư tăng. Nhưng mà đầu tiên Đức Phật đập nhẹ nhẹ, nó không nghe, Đức Phật đập mạnh nó đau, nó chạy lần Đức Phật cái chờ nó chạy vô trong rừng sâu. Khi thấy nó đã vào trong rừng sâu bình yên, Đức Phật bắt đầu về chư tăng mà lên đường đi hoàng hóa. Có nhiều người hỏi thưa thầy, như vậy sau này đằng nai có đánh lại Đức Phật không? Trời ơi, nhân quả kiểu chi là nữa, nhân quả nữa mà bây giờ dạng như thế được mà dạng mày là chứ. Bây giờ quý thầy cô thấy cha mẹ hằng ngày mà đập con cái, đập vì cái gì? Đập vì tình thương. Như vậy là con cái sau này nó đập lại dạng cái nhân quả kiểu đó là nhân quả cái gì? Nhân quả ngoài đạo, nhân quả máy móc. Cho nên quý thầy cô biết là đối với đạo Phật, khi nào chúng ta cũng nói đến cái tâm của hành động, mà không nói đến cái gì? Hành động. Cái tâm đặt đến hành động, nhớ chưa nào? Một việc làm mà có cái tâm đặt đến hành động á là cái kết quả nó lớn. Còn một việc làm mà với cái tâm mà không tốt thì cái hiệu quả nó sẽ xấu. Quý thầy có biết cùng một cái cách bố thí, nếu mà có nhiều người bố thí với lòng tư, có nhiều người bố thí vì danh dự, vì lợi dưỡng, vì nổi tiếng. Thấy không nào? Vì lên Facebook, cái đó là cái hoàn toàn là gì? Không phải là cái tâm tốt. Tôi nói đây là cái hiện tượng. Và cái này quý thầy cô biết nó là cái vấn đề rất là rõ ràng trong cuộc sống ngày nay. Cho nên cùng một việc làm mà đôi khi việc làm đó là có phước đức, mà một việc làm đó là gì? Chấp thủ, chấp ngã. Và vì chúng ta, cho nên khi nói đến đạo Phật là nói đến cái hành động là tâm, nghiệp là tâm. Và nhớ rằng nói đến nghiệp là nói đến trong cái vòng thiền ác. Và khi mà nói đến cái nghiệp là chỉ nói đến trong vòng thiền ác, trong vòng nhân quả. Còn những cái vị mà đã chứng quả thánh đó là không nói đến nghiệp nữa. Những người mà đã giải thoát là vượt khỏi cái vòng sanh tử, vượt khỏi cái ý niệm về nghiệp. Ở đây chúng ta nói làm gì? Nghiệp là nói đến thông thiền, vòng sinh diệt của hiện tượng. Đây là điều thứ nhất mà quý thầy cô nói. Vì vậy mà khi nào một vị thánh á, mà chứng A-la-hán á, thì khỏi các ngài đi đâu về đâu thì không bao giờ có trả hỏi câu trả hỏi là đi đâu về đâu cả. Vì những người đó nó nằm ngoài cái vòng sinh tử, vừa qua giải thoát hoàn toàn, không bị chi phối bởi cái đó nữa. Cho nên mình có một cái định nghĩa là gì? Như Lai là vô sở tùng lai diệt vô sở khử cổ danh Như Lai. Như Lai là không đến từ đâu mà không đi vì đâu, vì vừa qua khỏi cái đến đâu và đến từ đâu rồi. Đó là điều thứ nhất. Và đây một cái định nghĩa thứ hai là gì? Nghiệp, Đức Phật dạy, ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa từ của nghiệp, nghiệp là thái tạng, nghiệp là quyến thuộc, là điểm tựa. Phàm làm nghiệp nào sẽ là thiện hay ác thì ta sẽ thừa từ nghiệp ấy. Như vậy, ở đây, chúng ta là chủ nhân của mọi việc làm của chúng ta, mà không có sự thượng phạt của bất cứ bàn tay siêu hình nào. Phàm làm những việc gì mà thiện hay ác thì chúng ta là những người thừa tử cái kết quả cái đó. Thưa quý thầy cô, đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó là định nghĩa của nghiệp. Và bây giờ chúng ta đi vào cái đặc tính của nghiệp. Nghiệp chi phối và chỉ định tất cả
Như vậy là khi nói đến nghiệp là quý thầy cô phải xác định, khi thí dụ như có một cái vấn đề mà chúng tôi hỏi về nghiệp, thì vấn đề đầu tiên quý thầy cô phải định nghĩa nghiệp. Đó là cái vấn đề quan trọng. Và thứ hai là mình phải nói rằng là nghiệp là mình là chủ nhân, và không có bàn tay nào dính vào đây. Và thứ ba, khi nói đến nghiệp là nó chỉ nói trong cái vòng sinh tử hiện tượng, mà không nói đến cái gì, không nói đến những cái bậc mà giải thoát. Đấy là ba cái yếu tố chính, không nào? Còn quý thầy cô muốn thêm hưu thêm vừa như đó là quý thầy cô lo. Bây giờ chúng ta đi vào, đó là định nghĩa về nghiệp, những cái khái niệm về nghiệp ta cần biết. Thứ vấn đề thứ hai là đặc tính của nghiệp. Trong đặc tính của nghiệp có năm vấn đề chính quý thầy cô phải nắm. Cái vấn đề thứ nhất đó là nghiệp là chỉ định và chi phối tất cả. Nghiệp là cái chỉ định và chi phối tất cả sự vận hành của các pháp. Nghiệp là một định lý mà không phải là do ai sáng tạo cả. Nghiệp là một định lý mà không phải do ai sáng tạo. Ví dụ như quý thầy cô biết, sau này quý thầy cô học đến cái tư tưởng của Đại Thừa hoặc tư tưởng Nguyên Thủy, thì trong này nói rằng là pháp là cái định lý khách quan, là nguyên lý khách quan mà không do ai sáng tạo ra cả. Nếu như cái giáo lý của các cái một số tôn giáo là do các vị giáo chủ sáng tạo, thì khi họ sáng tạo như vậy là họ sáng tạo theo cái điều họ muốn, theo cái ước muốn của họ. Còn đây đối với Đạo Phật, tất cả cái giáo lý về nghiệp hay là về duyên sinh hay về tự đề, thì cái đó là nó là định lý tự nhiên. Nó là định lý tự nhiên, công lý tự nhiên. Ví dụ như Đức Phật ra đời hay không ra đời thì duyên khởi nó vẫn là duyên khởi. Không phải vì ra đời Đức Phật ra đời là duyên khởi, mà Đức Phật không ra đời là nó không duyên khởi. Cho nên cái nguyên lý đó, dù Phật ra đời hay không ra đời thì nó vẫn là như vậy. Và nghiệp thì nó cũng là cái định lý như vậy. Dù Đức Phật ngài có ra đời hay không ra đời thì cái định lý nghiệp nó vẫn là nguyên định lý tự nhiên và công lý tự nhiên. Và không do một đấng sáng tạo nào sáng tạo nó ra. Đạo Phật không công nhận một đấng tạo hóa, mà chỉ tin vào cái định lý tự nhiên và công lý tự nhiên. Và định lý công lý ấy nó chuyển biến theo một dạng chuyển biến không thay đổi và thường tại độc lập và không phụ thuộc vào những điều gì cả. Ví dụ như bây giờ Chúa ra đời hay Phật ra đời hay Thánh ra đời thì nước nó lạnh hay là nóng? Nước nó ướt hay là nó khô? Nó vẫn là nguyên lý tự nhiên, phải không nào? Đó là cái chuyện của ai, có Phật, có Thánh hay của bất cứ ai ra đời hay không ra đời thì nước vẫn là tánh nó ước, lửa là tánh nóng, nó là như thế. Đó là cái điều thứ nhất về nghiệp mà chúng ta cần phải nắm. Thứ hai, nghiệp không có nghĩa là thượng phạt, không có tính cách luân lý. Nghiệp không phải là thường phạt, không phải là tính cách luân lý. Tính tình vui buồn giàu nghèo của con người không phải do bất cứ ai thường phạt nào, mà nó là kết quả tất nhiên của những nghiệp nhân chúng ta đã tạo. Cho nên cái buồn vui của chúng ta ngày hôm nay không phải bởi vì cái lực nào cả, mà bởi vì chúng ta tạo ra, chúng ta gây cái nhân ra. Đó là cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ rằng như thế. Do vậy, ở đây vai trò của siêu nhiên không có mặt. Vai trò siêu nhiên ở đây tôi bao gồm tất cả, nó không có mặt. Cái đặc tính thứ ba của nghiệp đó là mọi hành động thiếu ý chí không tạo thành nghiệp. Mọi hành động mà không có cái tác tâm, không có cái cetana, không có cái định, không có cái dục vọng muốn làm thì không tạo ra nghiệp. Hành động của thân khẩu ý có tác ý mới tạo ra nghiệp. Đây là cái căn bản. Ví dụ như có một cô ni trong thời Đức Phật á, trong cái thời Đức Phật còn tại thế, có một cô ni, cô cũng có nhan sắc, trên đường cô đi về, đi khất thực hành hóa về thì bị người ta làm nhục, người ta làm hại. Và cô ni này hoàn toàn là cảm thấy rất đau khổ vấn đề đó. Thì khi mà hỏi cô, thì hỏi cô vấn đề đó là khi cái chuyện như vậy thì cô cảm thấy thế nào? Cô nói cô hoàn toàn là không có tác ý.
Vì vậy cô không hề mắc giới. Cô không có tội trong vấn đề đó. Nhớ thế nào? Quý thầy cô phải nhớ. Cho nên là chúng ta phải nhớ rằng là khi nào một hành động mà có ước muốn, có tác ý thì mới có nghiệp quả. Mọi nghiệp lực đều bị tâm thức chi phối và kiểm soát. Đây là cái đặc tính thứ ba của nghiệp mà chúng ta cần phải nắm. Đặc tính thứ tư, nghiệp không có tính cách cố định. Đây quý thầy có thể, nghiệp không có tính cách cố định, không mang tính định mình. Nghiệp có thể thay đổi. Nghiệp có thể thay đổi. Và quý thầy cô đừng nói với cả, bây giờ quý thầy cô đang tự mình thay đổi nghiệp của mình. Đang thay đổi nghiệp hàng ngày của mình. Bằng vấn đề tu tập của mình. Bằng những cái công việc là tụng kinh niệm Phật, hành thiền mỗi ngày, quý thầy cô là quý thầy cô đang làm cho cái nghiệp nó thay đổi. Nó không mang tính định mình, cố định. Nghiệp không có nghĩa là nghiệp gì, nghĩa là sao? Nghĩa là đời sống hiện tại hoàn toàn là kết quả của hành vi quá khứ. Đó, vừa rồi nói là chúng ta thấy không có nghĩa là nghiệp gì. Nghĩa vậy, nghĩa rằng là tất cả gì trong đời sống hiện tại này không có nghĩa là kết quả của những việc làm trong quá khứ. Nhưng mà chúng ta thường hay đổ thừa, cái gì cũng đổ thừa là nghiệp quá khứ. Mình gặp ai đó không vui lòng, gặp ai đó làm cho mình khổ đau, nó thôi chắc cái nghiệp quá khứ tôi trả. Có nuôi được học trò nó phá phách quá trời, chắc cái nợ tôi nợ quá khứ tôi trả. Và chuyện đó là tà kiến. Cái đó không nghiệp chi cả, mà cái đó là tà kiến. Nhớ rằng là như thế. Nếu chủ trương rằng chúng ta do nghiệp mạnh lực tác thành, định đoạt trước đời sống của chúng ta, tức là công nhận thuyết định mình. Đây là, và quý thầy cô biết những cái này không phải từ tôi viết ra đâu nghe, mà cái này là cái nghiên cứu của các vị trưởng lão hòa thượng mà tôi đọc, tôi học và tôi trích để kết thành cho quý thầy cô. Nhưng đấy là những cái điều mà quan trọng khi nói về nghiệp. Nếu chủ trương rằng chúng ta do nghiệp mạnh liệt tác thành, định đoạt, tức là công nhận cái thuyết định mình. Đức Phật không bao giờ công nhận một thuyết định mình như thế. Và ở đây chúng ta sẽ bàn đến cái nghiệp cũ và nghiệp mới. Và trước khi bàn đến nghiệp cũ, nghiệp mới, tôi muốn hỏi về quý thầy cô nào. Trước cả đã, quý thầy cô nghĩ nghiệp quá khứ có tác động gì đến đời sống hiện tại không? Có không? Chắc không? Căng đảm hay? Nhưng mà tác động lúc nào? Tác động đến độ nào? Tác động đến bây giờ không? Cái đó là cái mà chúng ta cần phải biết. Có tác động, nhưng mà tác động ở một cái thời điểm. Và đến thời điểm nào đó thì cái nghiệp quá khứ nó không còn dính đến những cái mà chúng ta đang sống hiện tại. Và nếu nó có là bởi vì do chúng ta chấp thụ. Ví dụ như thế này, đây là một chút nghiệp quả, do nghiệp quá khứ chúng tôi không cúng dường, không bố thí, ví dụ vậy. Trong kinh có một cái kinh nói rằng là kiếp trước mà người nào mà cúng nhiều dừa, nhiều hoa đẹp thì kiếp này cho Phật và cho Tam Bảo thì kiếp này người nào sinh ra đẹp, mà người nào mà kiếp này xấu là biết vì kiếp trước mình kéo kiệt không cúng hoa. Và khi chúng ta sinh ra, chúng ta vì cái thân không đẹp này mà chúng ta cứ mặc cảm, thì cái đó là gì? Cái đó là do cái quả của quá khứ nó có tác động với chúng ta, là cái đó không phải do quả quá khứ mà do vì chúng ta chấp thụ cái quả quá khứ. Hai cái khác nhau nhé. Rõ chưa? Rồi, chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Cái điều thứ năm, cái đặc tính thứ năm của nghiệp, đó là chúng ta cần phải nắm đó là gì? Nguyên nhân của nghiệp, cái gọi là ngã, một sự hòa hợp giữa tinh thần và vật chất, lãnh thọ những cảm xúc bên ngoài và trong, phát sinh ra những cảm giác vì sự mê mờ đối với tự thân và thực tính của sự vật nên mới có nhận thức sai lầm, do đó mới sinh ra những tác động và tạo thành những cảnh giới khác nhau. Như vậy ở đây
Cái nguyên nhân của nghiệp là do vì chúng ta không như thật thấy được cái những cảm xúc hay là cảm thọ mà chúng ta đang cảm thọ. Hoặc là chúng ta không thấy được thì con người này là nó tồn tại là do nhân duyên giữa sắc và tâm. Và vì do không thể như được cho nên chúng ta mê mồi, mê mờ với những cái nguyên lý như vậy. Từ đó chúng ta tạo thành những cái việc làm. Và những việc làm đó nó tác động đến những cái cảnh giới khác nhau của chúng ta. Đó là cái điều thứ năm, đặc tính thứ năm của nghiệp mà quý thầy cô cần phải là học thuộc. Vì mê mờ như thế, vì do vô minh như thế cho nên chúng ta cứ phải sanh tử luân hồi ngoài. Nghiệp nó dẫn chúng ta sanh tử luân hồi hoài bởi vì chúng ta không thấy được cái thật tướng của các pháp. Không thấy được các pháp là do duyên sinh và chấp vào những cái chúng ta đang có, đó là thân này và cảm thọ. Cho nên một bậc thánh mà họ giác tỉnh á, họ giải thoát, đôi khi quý thầy cô nghĩ rằng là mình nói mình nghe là nó rất là lý thuyết, nhưng mà thật tự cái sự ngộ ra một cái sự thật nó làm cho mình khỏi khổ đau. Mà đôi khi mình chỉ mê mờ một cái sự việc làm mình khổ đau. Quý thầy có đồng ý không? Ví dụ như nói về tôi, thật sự mà như thế à, tôi kể quý thầy cô nghe là khi mà tôi bệnh, tôi kể chưa, tôi bệnh tôi nằm mà đứa trẻ nó bị đau đấy. Và trước đó là tôi rất là khổ tâm khi nghe cái chữ cancer. Nhưng mà khi tôi nhìn đứa trẻ thấy như thế, tự nhiên tôi nhận ra rằng là mình vô minh, mình thiếu trí tuệ. Và khi nhận ra được cái đó, tự nhiên tôi rất là khỏe và rất là tự tại. Và từ đó cho đến giờ quý thầy cô biết tôi không hề khổ tâm về cái bệnh này. Đôi khi tôi rất là, quý thầy cô biết cũng rất nhiều người quan tâm đến tôi. Và có những bậc thường tòa hòa thường cứ nhắn tin cho tôi, lâu lâu nhắn tin, viên trí nhớ cẩn thận sức khỏe, viên trí cứ nhận thần sức khỏe. Mà các cụ trưởng á, lớn, mà cái đó làm cho mình một động lực. Mình vừa quý, vừa xúc động. Nhưng mà nó vừa làm cho mình một cái gì đó là cảm thấy là có trách nhiệm. Và tôi nói về quý thầy cô là chỉ một phút trước tôi khổ đau thì một phút sau tôi cảm thấy là giải thoát. Cho nên quý thầy cô biết rằng là do mê mờ thật tỉnh, tức là không thấy được cái vàng pháp, do duyên sinh không thấy được những cái các pháp là vô thường, cho nên chúng ta chấp thụ cái đó. Và vì chấp thụ, vì nắm chặt những cái đó, chúng ta tạo tác ra nghiệp lực. Và từ đó đưa đến sanh tử luân hồi. Cho nên cái việc mà chứng quả của bậc thánh đôi khi nó chỉ có tích tắc thôi. Cái đó là kêu là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Quý thầy cô biết trong thiền nó có cái câu là tiềm tu và gì? Và độ ngộ. Quý thầy cô có tin thuyết này không? Tiềm tu là sao? Độ ngộ là sao? Đôi khi chúng ta cứ tưởng rằng là có những cái căn cơ là đúng gọi là ngộ, còn chúng ta là phải tiềm tu. Thật sự ra cái độ ngộ đó là do quá trình đã tiềm tu. Giống như một cái lũ nước mà độ nước nó gần đầy rồi, đến khi bắt đầu nó tràn miệng, nó thành ra chỉ cần một giọt ra thì nó tràn, gọi là ngộ. Và bây giờ chúng ta là giai đoạn đang tiềm tu, và đến lúc nào là ngộ bất tử đấy. Tại sao? Học Phật như rồi mới học, hiểu như thế mà hiểu. Chứ không phải tự nhiên học chứ cả mà ngộ liền, không phải đâu. Bởi vì có những cái giai đoạn là gì? Những cái người vô học, những cái bậc vô học không phải là người tâm học, mà ta học hết rồi. Bây giờ chỉ đúng gọi là giải thoát. Giống như mà ngài A Nan, quý thầy cô thấy lúc Đức Phật ngài còn tại thế, ông là ngài thì giả Đức Phật biết bao nhiêu đến cái kỳ kiệt tập kinh điển lần thứ nhất, ngài vẫn chưa chứng A La Hán. Và khi mà ngài cả Diệp á, Ma Cà Sa Ba không cho đi vào đại hội, tối đó về ngồi thiền quán, mày ngã lưng chuẩn nữa chừng chưa ngã chung ba ngộ. Vì trước đó là ngài đã tích tụ quá nhiều, ngài đã tu quá nhiều, và đến giờ phụ đó chỉ cần thiền quán một cái là nó búng đó. Tất nhiên là có những cái đại nguyện về sau, tôi không nói đại nguyện của đại của A Nan ở đây nói chúng cho luôn, chúng tôi không nói được hết, nói luôn. Vì sao A Nan không chứng A La Hán khi Đức Phật còn tại thế? Vì A La Hán không thể thì giả A La Hán, nhớ như thế. A La Hán không thể thì giả A La Hán là bậc giải thoát rồi. Cho nên ngài A Nan với cái tâm nguyện là để được lo cho Đức Phật,
hầu hạ Đức Phật để Đức Phật lo cái đại sự. Cho nên ngài là nguyện làm thì dạ. Và đến lúc Đức Phật trăm tuổi một cái là ngài sau đó tích tắc là ngài chứng ngộ liền. Hãy nhớ như thế. Có những cái nguyên lý, có những cái nguyên tắc mà chúng ta không hiểu, đôi khi trách cứ một trật ấy. Nó Phật Pháp có những cái ví dụ là vậy, được quý thầy cô. Được lại vấn đề của chúng ta. Cho nên ở đây là cái nguyên tắc thứ năm là do vì mê mờ với cái thân tự đại, do vì mê rời về cảm thọ, do vì mê mờ với những cái việc làm đang quanh này mà chúng ta chấp thủ, và vì vậy cho nên sinh tử luân hồi. Và muốn cho thải đi ra khỏi cái nghiệp này thì chúng ta làm gì? Hành tu tập. Bây giờ hai cái điểm thứ sáu và điểm thứ bảy mình sẽ nói cái đoạn cuối. Bây giờ chúng ta, đó là đặc tính của nghiệp. Bây giờ chúng ta nói đến sức mạnh của nghiệp. Đặc tính có mấy điểm? 5 điểm đặc tính. 5 điểm đặc tính. Tôi hỏi, lui hỏi tới là có vấn đề đấy nhé. Lưu ý. Mà là cái lớp này tôi có yêu ôn gì, ngủ uống dương khởi gì chưa? Chưa hả? Chưa, thôi để đã thi luôn chứ khỏe. Sức mạnh của nghiệp. Đây là cái mục thứ 3 quan trọng. Thân thể, tính tình, tư tưởng và hành động của chúng ta đều do nghiệp chi phối. Thân thể, tính tình, tư tưởng và hành động của mỗi chúng ta đều do nghiệp chi phối. Chính nghiệp tác thành thân thể, tính tình và tư tưởng con người. Chính sự sai khác về nghiệp của từng người tác thành sự ngái nghiệp sai khác về thân thể, tính tình và tư tưởng giữa mọi người. Và 3 nghiệp của con người đều chịu chi phối của nghiệp. Tôi xin giải thích câu này. Mọi mà cái chúng ta, mọi thứ mà chúng ta trở thành người này khác người kia, người này dễ thương, người kia nóng nảy, người kia cọc lọc. Nhưng cái đó là gì? Do vì nghiệp nó tác thành. Do nghiệp tác thành. Quý thầy có biết một người mà cọc mới sinh ra cọc liền không? Thường sinh ra đâu có đâu mà cọc. Nhưng mà cái cọc á, cái nóng này á, là từ gì? Từ cuộc sống hàng ngày. Nó cứ từng chút, nó tích tụ. Và cái đó, cái phần mà mình sẽ học đó gọi là tập quán nghiệp. Đó là nghiệp, là những cái thói quen nó tác thành cái tính cách của chúng ta. Và chỗ này để tôi dùng cái câu của Dalai Lama, mình định nghĩa chỗ này cho nó rõ. Bạn hãy cẩn thận với tư tưởng, vì suy nghĩ sẽ biến thành lời nói. Đây là Dalai Lama. Cái thông minh của ngài Dalai Lama ở chỗ là gì? Ngài giải thích cái bài kệ thứ nhất, bài kệ thứ hai thành ra những câu rất ư là cụ thể. Nhưng mà đừng tưởng đang mới, nó là câu thứ nhất, câu thứ hai của Pháp Cú. Bạn hãy cẩn thận với tư tưởng, vì suy nghĩ sẽ biến thành lời nói. Bạn hãy cẩn thận với lời nói, vì lời nói sẽ biến thành hành động. Bạn hãy cẩn thận với hành động, vì hành động sẽ biến thành thói quen. Người nào mới hút thuốc, tập hút cho vui. Đầu tiên hút cho vui, sau hút cho biết, cuối cùng hút vì ghiền. Đúng không? Rượu chè cũng vậy, thuốc men cũng vậy, và những tính tình xấu hổ cũng vậy. Bạn hãy cẩn thận với hành động, vì hành động biến thành thói quen. Hãy chú trọng và chăm sóc thói quen, vì thói quen tác thành nhân cách của mỗi người. Đấy nè, thân thể, tính tình, tư tưởng và hành động của con người đều do nghiệp chi phối. Và nghiệp đây tôi tạm dùng là tập quán nghiệp nó chi phối. Rõ không? Rất rõ. Có nhiều người, quý thầy cô biết bây giờ cái tính tình cọc cằn thô lỗ, được thể hở một chút là thể hiện quyền lực to, rồi nói to, rồi gì vũ cả lắm miệng em. Cái này là một quá trình hình thành, mà tất thành cái nhân cách luôn, là quý thầy cô. Mà tất đó cái đó gì? Đó là nhân cách của mình đấy. Cho nên một người tu mà cứ lúc nào cũng ăn nói thô lỗ, nặng nề, to tiếng, thì uy, thì cái người đó thật sự có tu không? Người đó thân tâm thân có mặc áo nhà chùa, đầu có cạo đầu, nhưng mà tâm chưa có, chưa tu. Cho nên chúng ta nhìn cái này chúng ta biết là người nào có tu không tu. Đúng không? Bây giờ quý thầy cô nhìn vừa bữa nay nhìn nhau được không? Nhìn nhau được không?
nhìn nhau thấy có người nào tu được không? Cho nên đối với cái giáo lý đạo Phật là không phải là tôi tu tôi đắc, anh tu anh đắc, mà anh tu tôi biết. Tôi tu anh biết, đúng không? Cái đó là quý thầy cô, cái này mới là Phật giáo. Cái này mới là cái đặc biệt. Chứ còn bây giờ chúng ta nói tôi tu sao thầy biết? Tôi thì tôi biết chứ vì sao? Vì anh nổi tham, nổi sân, nổi si hoài mà tu chứ. Hở chút cọc lóc, hở chút là thì hở chút là nói tục nói tiểu. Giang dựng như vậy là anh chưa có tu gì vậy, chưa chuyển hóa gì cả. Cho nên quý thầy cô bữa nay ai mà như thế là tự mình biết là mình chưa tu. Dù mặc áo này bao nhiêu lớp chừng nói chuyện thôi. Cạo đầu này bao nhiêu lần cũng chừng nói chuyện thôi. Đức Phật nói không phải mặc áo cà sa, đắp y, cạo đầu mang mình bạc gọi là tu. Đức Phật dạy trong kinh Phật Cú. Tôi không dạy, tôi không nói. Cho nên quý thầy cô biết những cái thứ này là những cái thứ mà mình học xong để mà chuyển hóa nghiệp của mình, chứ không phải học để mà chơi. Không phải học để mà thích, không phải học để mà biết, không phải học để mà thỏa mãn, mà học để từ mình chuyển hóa. Đó là sức mạnh thứ nhất. Bữa nay quý thầy cô thấy cái sức mạnh của nghiệp là chuyển hóa dưới đời quý thầy cô chưa? Có không? Chắc chắn có. Không nhiều thì ít, không nhanh thì chậm. Chắc chắn là có. Nhưng mà quý thầy cô phải thể hiện làm sao đó mà mỗi lúc nó mỗi thái độ nhiều hơn cái tập quán của mình. Cho nên tu ở đây, thường thường ta hỏi tu là gì, là tu là sửa, nhưng bây giờ ở đây là mình sẽ nói một cách cụ thể hơn, tu là thay đổi thói quen. Tu là làm thay đổi những thói quen cũ để xây dựng những thói quen mới, phải không nào? Nếu những cái thói quen cũ mà đã tốt thì làm cho nó tốt hơn, cũng là thay đổi thói quen cũ. Mà nếu những cái thói quen cũ mà xấu thì sẽ làm cho nó tốt hơn, cũng là thay đổi. Bữa nay cô thầy nào mà có chuyện chỉ nói tôi nha. Đó là điểm thứ nhất, gọi là sức mạnh của nghiệp. Thân thể tỉnh tình mọi thứ là do nghiệp nó tác thành. Và sự sai nghiệp, sai sạc về nghiệp của chúng ta, nó đưa đến sự sai khác đến từng con người, từng tính cách. Và thân khẩu ý của chúng ta do nghiệp nó chi phối, chỉ đạo. Cái thứ hai, hoàn cảnh của mỗi người hay mỗi dân tộc đều do nghiệp lực chi phối. Cái này là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Chúng tôi sẽ nói về kỹ quý vị thầy cô. Nhưng ở đây ta nói một chút. Hoàn cảnh của mỗi người hay mỗi dân tộc đều do cái nghiệp lực chi phối. Ví dụ như, cái cuộc sống của quý thầy cô có ảnh hưởng gì đến tôi không? Có không? Cái cuộc sống quý thầy cô nó khiến cho chúng tôi mỗi ngày phải tư duy nhiều hơn về mình, thay đổi về mình để làm mô phạm cho quý thầy cô. Cho nên cái nghiệp đó là cái nghiệp gì? Cái nghiệp của cộng nghiệp nó chuyển hóa cái biệt nghiệp của tôi. Và khi quý thầy cô sống trong một cái môi trường như thế này là cái cộng nghiệp nó có tác động gì quý thầy cô không? Bữa khuya mà dạy tụng kinh, ví dụ như tôi kể có quý thầy cô một lần mà tôi nhớ cả đời cho đến bây giờ, mà nếu như ở chúng tôi vẫn chưa nhớ. Đó là khuya, đó là lễ Bồ Tát trong tại Thiền Viện Vận Hành. Hồi đó tôi ở trên Thiền Viện Vận Hành, tôi là học tăng, học tăng lớp lớn á. Bữa khuya Bồ Tát 4:30 là Bồ Tát. Mà một lần Bồ Tát như thế, quý thầy cô biết là cả chùa từ hòa thượng trưởng lão của chúng ta cho đến là cái thầy tỷ kheo trẻ cũng phải xuống đúng giờ. Cho nên rất ai mà đi trễ sợ lắm. Sợ là bởi vì sợ chúng đời. Mà một lần mà được ngài Bồ Tát, tôi luôn dặn mẹ thầy á, tôi đã để đồng hồ đó nghe. Mà tôi dặn mẹ thầy dạy kéo giùm tôi vậy. Mà dặn một hai người chứ không phải dặn một người đâu. Vì sợ trễ. Nhưng mà cái đêm hôm đó không biết vì sao đi học thi rồi quên quách. Quên quách là quên dặn mà quên để đồng hồ. Đến lúc người ta chư tăng tất cả hòa thượng trưởng lão đời thường, lúc đó là hòa thượng Phật Sơn, lúc đó là thường tòa dầm luật để xuống ngồi, cả đại chúng khoảng 30-40 người ngồi như vậy. Hòa thượng dầm luật mới hỏi thiếu ai không, bây giờ thiếu thầy Vương Trí. Mà tôi ở từ trên lầu đến kia mà lên xuống 5 phút, lên xuống là đáp ý hồng phải trên 5 phút 10 phút. Vậy mà cụ ngồi cụ đời cho đến lúc tôi xuống vô đó lại Phật, xong bắt đầu mới làm lễ thuyết giới.
Một lần là tượng trời ta. Về sau là cứ nghe Bồ Tát là gì? Lo phải làm để dặn hai ba cái, để hai ba cái đồng hồ. Vì sao? Cái đó là cái gì? Tôi nói như vậy là cái còng nghiệp nó tác thành cái gì? Nó đẩy cái động lực biệt nghiệp chúng ta tinh tấn. Cho nên quý thầy cô sống đúng chúng là bây giờ quý thầy cô thấy đây là cái đó. Đúng không? Và những cái này là phải thấy nó. Và chúng là tôi sẽ nói kỹ hơn nữa. Để tôi nói sơ một chút. Như vậy ở đây, hoàn cảnh của mỗi người hay mỗi dân tộc đều do nghiệp lực chi phối. Cái điểm thứ ba, sức mạnh thứ ba của nghiệp đó là nghiệp lực chi phối sự đầu thai. Cái này là chắc chắn rồi. Chúng ta ở trong cái đạo Phật chúng ta không có linh hồn đi đầu thai. Không có linh hồn. Không có từ ngã. Không có bất cứ cái gì gọi là thần thức. Cái này là không có trong đạo Phật. Nhưng mà cái đi đầu thai là nghiệp. Chúng ta quý thầy cô nhớ trong cái bài duyên khởi chúng ta có một cái tư tưởng duyên khởi, đó là nghiệp cảm duyên khởi. Nhớ không? Đừng nói là không nhớ, bài bữa tôi hỏi cho nhớ thôi. Nghiệp cảm duyên khởi này là được trong đó họ giải thích là cái gì? Là cái năng lượng tâm lý. Đúng không? Quý thầy cô nhớ cái bài duyên khởi đó. Khi con người chết đi, khi ngủ mà nó mất đi ấy, thì sắc thọ tưởng hành thức là nó không còn được. Nhưng mà ở đó nó có cái năng lượng tâm lý. Và năng lượng tâm lý này là cái động lực dẫn đến đầu thai. Và cái năng lực tâm lý nó gọi là nghiệp cả. Cái năng lượng tâm lý này quý thầy có biết nó luôn luôn giống nhau hay khác nhau? Thôi tôi trở lại một chút cái năng lượng tâm lý này, quý thầy cô sẽ không nhìn ra. Tôi sẽ nói một cách khác. Là cái ước muốn của quý thầy cô có không? Có không? Mạnh không? Bây giờ ở đây mạnh không? Ước muốn lúc này là gì? Cái ước muốn này là của quý thầy cô là cái ước muốn đạt được cái kết quả tốt, đúng không? Cái năng lượng này mà người nào mạnh thì sẽ nỗ lực nhiều, đạt được kết quả tốt. Mà người nào mà vừa vừa thì đạt được kết quả vừa vừa. Phải không nào? Nhưng mà có nhiều người năng lực rất mạnh nhưng mà nỗ lực sai thì kết quả cũng không tốt. Và cái năng lượng này ta gọi là cái ước, tạm gọi là cái ước muốn, cái tác ý. Và cái đó chính là cái mà ta gọi là xê ta na. Và cái đó gọi là nghiệp. Hiểu không? Cho nên ở đây chúng ta không còn nói chủ trương là thần thức là ngã hay linh hồn, nhưng mà chúng ta vẫn nói có một cái ước muốn, có một cái năng lực tâm lý, có một cái để chi phối cái sự đầu thai của chúng ta. Nhưng mà cái này nó luôn luôn thay đổi, nó bất biến, nó không phải là bất biến. Khi bất biến thì nó từ ngã, còn cái này nó thay đổi, và nhờ thay đổi như thế mới có thể tu tập giải thoát được. Còn nó bất biến thì nó không thay đổi gì được ấy, thì mới có linh hồn từ ngã. Cho nên khi đạo Phật mà loại bỏ cái này là không phải loại bỏ một không có cái gì, nhưng mà cái có là nó không phải là cái bản ngã trường tồn. Bây giờ tôi nói với quý thầy cô. Quý thầy cô học, bây giờ vô học học viện đây, bây giờ cái mục đích cuối cùng của học viện là gì? Ra trường để làm gì chứ? Có cái gì chứ? Hả? Mục tiêu bây giờ là, mục tiêu bây giờ là làm gì? Nói nghe thử. Sao mà mấy người này mà nói không được, mình lạ lùng chứ. Hỏi mục tiêu muốn biết mình mục tiêu làm gì? Bèo giặt mấy trôi à? Bây giờ quý thầy có ở đây 4 năm chỉ là bây giờ sẽ nỗ lực rất là có rất nhiều mục đích. Nhưng mà mục đích mà quan trọng nhất là cái degree of, cái bằng cử nhân. Thật học đúng không? Nó toạc mòn heo đi, đừng có mắc cỡ chi hết. Phải không nào? Và cái này là cái mà quý thầy cô đang mong muốn, đang nuôi dưỡng. Và cái này ta gọi là cái bava. Kamma bava. Muốn trở thành. Và cái bây giờ quý thầy cô đang nuôi dưỡng để muốn trở thành cái năng lượng này là gì? Đó là cô cử nhân thầy cử nhân. Và chính cái ba va, cái ba va kamma này nó đang ở trôi chảy trong quý thầy. Và tôi tạm thời nói là cái kamma ba va này á,
cái Bhavagama này nó là gì? Nó là cái năng lượng tâm lý. Nó là nghiệp lực. Hiểu không? Cái này có không? Nhưng mà cái này là có đều không? Hay là lúc mạnh, lúc yếu? Có đôi lúc không có. Ngủ quên này. Cho nên, cái đó quý thầy cô biết là nó sẽ... Những cái thứ đó nó biến mình sẽ trở thành cái gì? Cho nên ở đây nó sẽ chi phối mình là do cái thứ đó, cái nghiệp lực đó. Cái đó ta gọi là nghiệp lực. Mà cái đó ở đây ta có thể hiểu là cái năng lượng tâm lý, ta có thể hiểu là cái ba va, cái kamma ba va của chúng ta. Nắm được không? Ai không hiểu nói nghe. Đừng nói là không hiểu cứ hỏi. Chính cái nghiệp thức nó đẩy đưa cái dòng trôi chảy và sống và đâu trôi chảy của chúng ta sống chết chỉ những cái giai đoạn của nghiệp mà thôi. Chính nghiệp chi phối cái tâm thức ban sơ trong lúc thọ thai và đem sự sống vào cái thai. Chính thật nghiệp, chính thật là di sản phối hợp với những cái điều kiện tương ứng để tạo thành cái các sinh vật. Vậy thưa quý thầy cô, ở đây ta sẽ biết rằng là đồng cái sức mạnh của nghiệp là như thế. Mọi cái trong đời này cũng do mà nghiệp lực chi phối, và cái đời sắp tới đấy cũng do nghiệp lực chi phối mà không do bất cứ cái gì. Và nghiệp lực ở đây là nó luôn luôn thay đổi. Và nhờ nó thay đổi như vậy cho nên chúng ta mới có thể cải tạo được là giải thoát hay không giải thoát. Nên nếu mà nó mà cứng, nó là một cái cục rồi thì chịu thua. Đó là sức mạnh của nghiệp. Bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề nghiệp cũ và nghiệp mới. Trở lại, bây giờ nghiệp cũ có chi phối cuộc sống của chúng ta, quý thầy cô đã xác định như vậy. Bây giờ nó chi phối đến ngang đâu? Đó là vấn đề chúng ta phải biết để chúng ta không đổ thừa tất cả những cái hiện tượng hay những cái sự kiện hay những cái bất thường, vô thường nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Và chúng ta trách nhiệm với những thứ đó. Nghiệp và nghiệp mới, nghiệp cũ, nghiệp mới thường có thắc mắc nghiệp quá khứ có ảnh hưởng đến hiện tại và trí tuệ hiện tại như thế nào? Đây là câu Đức Phật dạy. Trước khi đi vào nghiệp cũ, Đức Phật có dạy một câu. Và câu này là quý thầy cô nhớ là: Này các tỳ kheo, đối với các sa môn, bà la môn chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì có người lạnh thọ, khổ lạc, không khổ, lạc không khổ, không lạc. Tất cả đều do nghiệp nhân quá khứ. Đây này. Đây là câu mà nãy giờ chúng ta biết là ngoài đạo. Phàm có, cái này quý thầy có không? Cái bài này quý thầy có không? Không có sao? Biết lược hả? Tôi sẽ đưa ngày thôi ngày mai. Có biết, hình như có biết có không? Không, bây giờ cái khóa cái bài này là khóa thứ tư, tức mẹ em học thứ tư á. Mẹ em thứ tư vừa rồi á. Mẹ em học bài này rồi. Và thầy cho bài rồi. Bài có biết được. Cả con có biết mấy cô học, mấy cô thầy học hôm thứ tư không? Cái lớp A, cái lớp mà lớp Phật học Khải Luận 2 có. Có quen mấy cô mấy thầy đó không? Không quen à? Nó giận chơi như vậy không lẽ ở trong đồi xã không biết nhau? Sợ gì? Thầy không có đưa cái bảng copy với một lý do gì cụ thể thế này. Có nhiều vị muốn dạy nhưng mà không muốn chuẩn bị và lấy những cái phần đó lên rồi sửa ra thêm bớt mà dạy, và thầy đã bị một môn. Vì nhưng thầy không có tiếc được chứ những cái tài liệu này. Tuy nhiên như thế là không có trung thực với tăng ni sinh. Ai muốn dạy là phải nỗ lực, phải có cái sở kiến. Cho nên lý do mà thầy không có đưa cái file điện tử là người ta cứ copy vào, người ta về ta làm của riêng. Còn anh về anh đành máy mà anh cũng chỉ đành máy nữa chứ đừng nói chuyện ấy mà. Để trả lại vấn đề chúng ta, Đức Phật dạy, đối với các sa môn bà la môn chấp kiến như sao, phàm có cảm giác gì có người đang lạnh thò trong đời này, khổ lạc, bất khổ, bất lạc, là đều do nghiệp nhân quá khứ. Điều đó là Đức Phật cho là tà kiến. Cho nên hạnh phúc và khổ đau chúng ta đang thò nhận đấy không có cái gì là nhân quả quá khứ cả.
Như vậy, ta nói như sau, như vậy thời các tôn giáo do nghiệp nhân quả khứ trở thành người giết người, trộm cắp, tà dâm. Như vậy tất cả những cái việc làm của những người trong đời này nè, mà trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi đều do nghiệp quá khứ. Đức Phật nói như thế là sai. Nhưng này các tỳ kheo, với những ai dựa vào nghiệp quá khứ với lý do chắc thật, với những người ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không có ý nghĩa đây là việc phải làm hay không nên làm. Những người mà dựa vào quá khứ để đổ tội cho quá khứ là không hề có một cái nỗ lực gì trong hiện tại, không hề muốn thay đổi gì trong hiện tại, tất cả đổ trong quá khứ. Cái đó là một cái mà Đức Phật gọi là tà kiến. Do vậy bữa nay quý thầy cô nào mà giảng nghiệp mà giảng kiểu đó là quý thầy mình phải nói ngay. Đức Phật chỉ trích những người cho nghiệp quá khứ giống như một định mình, vậy thì sát sanh lại cũng không cho, đều do nghiệp quá khứ sai sự, chứ hiện tại không có trách nhiệm gì. Vậy thì không còn có sự lựa chọn, thời việc tu hành, việc giáo dục, tất cả những vấn đề đó là vô ích. Ví dụ như, một người mà sinh ra nghiệp quá khứ thông minh rồi, cần học không? Cần học không? Nếu tất cả đều sai sự với quá khứ, cần học nữa không? Một người sinh ra là ngu rồi thì học có thay đổi được không? Nhưng bây giờ giáo dục có thay đổi được con người không? Chắc chắn vậy thì cái quan điểm đó là trật lật. Trở lại cái lời Phật dạy. Cái này là ở trong kinh Tăng Chi, Anguttara Nikaya tập 1. Và đối với Đạo Phật, đây là nghiệp cũ và nghiệp mới. Nay các đệ tử, thế nào gọi là nghiệp cũ? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cần quán, đó là nghiệp cụ. Nghiệp cụ là vậy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vậy là con người ngủ uống của chúng ta khi thọ thai và sinh ra và đón nhận cái đầy đủ hay cái không đầy đủ, cái đẹp hay cái xấu, cái trắng hay cái đen, cái lùn hay cái cao, tất cả cái đó là gì? Quá khứ nghiệp. Và ngang đó mà thôi, chứ không còn tiếp tục đổ thừa cho nghiệp quá khứ nữa. Chúng ta sẽ hỏi học lý do tại sao mà có người này khác người kia, thì nó đi vào cái vấn đề dẫn nghiệp và mạng nghiệp. Chúng ta sẽ phân tích. Vậy ở đây có một chút mà chúng ta cần phải lưu ý. Sáu căn không phải là nghiệp cũ. Chúng ta Đức Phật nói là mắt tai mũi lưỡi thân ý là nghiệp cũ, nhưng mà nó không phải là nghiệp cũ, bởi nhưng mà nó tác thành do cái nhân quả của nghiệp cũ nó tác thành. Ví dụ như người sinh ra đủ hai mắt, có người sinh ra chỉ có một mắt, thì một mắt đó không phải là nghiệp cũ, nhưng mà do những cái gì? Do những cái nhân quả khứ xấu cho nên nó tạo ra cái như thế. Cho nên ở đây này, sáu căn không phải là nghiệp cũ, nhưng được tác thành do nghiệp quá khứ. Nói khác đi, nghiệp quá khứ có tác động và ảnh hưởng đến sáu căn, môi trường và hoàn cảnh thọ thai. Ví dụ, thưa quý thầy cô, vì sao có người sinh vào chỗ người nhà giàu, có người sinh vào chỗ nghèo, có người sinh ở thành phố, có người sinh ở nông thôn, có người sinh sự giàu, có người sinh cái chỗ thiếu thốn, vì sao? Vì cái nhân quá khứ, tức là nghiệp quá khứ nó tạo ra. Đôi khi có nhiều người, hai anh em sinh ra trong một ngôi nhà, nghiệp quá khứ đưa đến một, có là một cùng một môi trường, nhưng mà hai người đó khác nhau, vì sao? Để chút nữa, nói như thế là có một chút ý nghĩa, nhưng mà trong này ta giải thích cụ thể hơn, chúng là mạng nghiệp và nhận nghiệp. Cho nên quý thầy cô biết là cái giáo lý nghiệp của Đức Phật á, ngài dạy rất là chi ly để giải quyết một vấn đề. Vậy ở đây chúng ta bữa nay khi nói nghiệp cũ, nghiệp quá khứ là chúng ta phải biết là mắt tai mũi lưỡi thân và ý mà chúng ta đón nhận đấy là do nghiệp nhân quá khứ. Bây giờ là nghiệp mới. Này các tỳ kheo, hiện tại làm việc gì với thân, với lời, với ý, đây là nghiệp mới. Phải không nào? Quý thầy cô,
Có nhiều người khi mà làm cái bài vừa rồi có việc với tôi, có một số việc thế này. Lúc học xong trung cấp là thấy vừa đủ, đủ chức trụ trì rồi. Và chừng đó cũng sống qua ngày đủ rồi. Cho nên thôi, chừng đó thôi không cần nữa. Và tôi rất là mừng là các vị đã thay đổi tư duy. Và sau đó đi học, và khi vào đấy học rồi, mình cảm nhận rằng là tư duy vừa rồi là sai. Và khi vào đấy học, các vị mới nhận ra rằng là à, vấn đề đi tu không phải là để làm trụ trì. Đi tu không phải là để được cả này cả kia, mà tu là, quý thầy cô biết là gì? Mình có một cái thường cầu Phật đạo, hà hóa chúng sanh. Cái ý tưởng nó lớn chứ không phải vô làm trụ trì. Và những người đó đã thay đổi nghiệp của người ta. Thay đổi tư duy là thay đổi nghiệp. Muốn thay đổi nghiệp là phải thay đổi cái cách tư duy trước. Cho nên nghiệp mới là cái gì làm với thân, với lời, với ý, đó là nghiệp mới. Và khi mà nói được cái gì được làm với thân, với lời, với ý, đó là nghiệp mới, nghĩa là có tác ý trên thân, trên lời và trên ý. Rõ không? Bữa nay là quý thầy cô phải nắm chắc như rửa chóng, còn lấm ẩm lỡ ở với tôi nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cuồng du một chút cho nó thăng thả, nghe thơ từ một chút. Thôi nó căng thẳng ha. Khi hồi á, nói là, khi hồi cái đoạn đầu là nói gì? À, sứ rằng phúc đào, sức hòa đào trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dễ oan. Vậy trời mà cùng vú muộn nói đấy là nói cái nghiệp cũ, chẳng phải nói một cái năng lực tha nhân. Cho nên cái trời của cụ đó, đó cho phóng tầng thì phải phóng tầng, bắt thanh cao thì phải buộc phóng thanh cao. Cái trời của cụ ở đây không phải là cái gì nó đình đoạt, mà trời ở đây cụ muộn nói là có trời là có nghiệp cũ, mà cũng có ta là có cái nghiệp mới. Và muốn tạo mà hạnh phúc thì tú là cội phúc, mà ai muốn tình là thì cứ dây oan thôi. Thế nhưng ạ, cái kiểu của cái là quý thầy cô thầy nghiệp cũ và nghiệp mới. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dễ oan. Cho nên cụ mình nói thêm một câu, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lận trời gần trời xa, thiền tâm ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thấy không nào? Nhìn Phật giáo một cách tích cực, diễn tả giáo lý nghiệp của một cách là gì? Khoa học. Trí tuệ vô công, chứ không phải lấm ẩm mà đi diễn tả, mà lúc nào cái gì hở đâu, cứ đổ cho nghiệp, đổ cho nghiệp, đổ cho nghiệp. Cặp cuối cùng là đạo Phật là cái đạo gì? Máy móc. Không trách nhiệm cá nhân, không trách nhiệm với những việc làm của mình, cái gì cũng đổ cho những người khác. Cái đó Đức Phật gọi là gì? Tà kiến. Bây giờ chúng ta đi vào các loài nghiệp. Ta đi vào các loài nghiệp. Hôm nay ta làm cái này xong rồi sẽ ôn tập. Bây giờ trong này bắt đầu ta đi vào các loài nghiệp. Trước khi đi vào trong các loài nghiệp thì tôi nhắc lại một chút. Đầu tiên khi ta hỏi nghiệp thì định từ định nghĩa nghiệp. Và nói về cái chủ nhân của nghiệp, phải không nào? Đến là chúng ta nói đến đặc tính của nghiệp, sức mạnh của nghiệp, nghiệp cũ và nghiệp mới. Bây giờ ta đi vào các loài nghiệp. Đầu tiên ta có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cái này có cần giải thích không? Cần không? Cần thì xuống trung cấp học. Cái gì nữa? Thân nghiệp là gì? Việc làm của thân có tác ý, việc làm của miệng có tác ý, việc làm của ý có tác ý. Cho nên khi nói nghiệp là chúng ta luôn luôn phải nói có chữ tác ý. Nhớ chưa nào? Tôi nói lui để nói tới. Và chúng ta khi nói có tác ý là chúng ta đã trách nhiệm. Cái vai trò tác ý là vai trò trách nhiệm cá nhân. Bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề thứ hai là dẫn nghiệp và mạng nghiệp. Vừa rồi tôi có đưa ra một cái mà quý thầy cô nói là do nghiệp quá khứ. Thưa quý thầy cô, cái tác thành cái hoàn cảnh giữa con người với con người, giữa con người với hoàn cảnh nó khác nhau là do hai cái này, hai yếu tố này, gọi là dẫn nghiệp và mạng nghiệp.
Dẫn nghiệp là những tác động dẫn dắt tâm thức chịu quả báo vào cảnh giới tương ứng. Ví dụ như người sát sanh thì trong kinh nói kiểu như mình sát sanh khi chết thì xuống đọa địa ngục, mà khi sanh vào cõi đời này thì sẽ bị cái gì? Chết gọi gì? Chết oan, chết non, chết yểu. Cái đó là do về nghiệp sát sanh. Vậy cái mà đưa đến cái nghiệp đó, cái sát sanh mà đưa đến cái chết oan, chết gọi là chết yểu đó, là cái đó người ta gọi là dẫn nghiệp. Nhưng mà trong cái dẫn nghiệp này có một cái yếu tố thứ hai là mạng nghiệp. Đó là những cái nghiệp tác động sự hưởng thọ sai khác giữa con người đồng chung một dẫn nghiệp, dẫn dắt vào thế giới loài người. Như vậy, đồng chung một dẫn nghiệp, nhưng mà nếu mạng nghiệp khác nhau thì đưa đến kết quả khác nhau giữa hoàn cảnh và con người. Ở đây là sẽ ví dụ rất cụ thể. Mạng nghiệp, những nghiệp tác động sự hưởng thọ khác nhau giữa con người đồng chung một dẫn nghiệp, dẫn nghiệp dẫn dắt mình vào thế giới loài người hay là môi trường, trong khi đó mạng nghiệp chi phối hưởng thọ sai khác như giàu nghèo, thông minh. Cái này thì dụ như hai anh em sinh vào trong một nhà, người em thông minh, người anh không thông minh, ví dụ vậy. Thì cái này là cái dẫn nghiệp nó giống nhau, những cái mạng nghiệp nó có khác nhau. Bởi vì có thể cùng gieo cái giống đó, nhưng mà trong khi gieo một cái giống đó thì người kia có thể gieo một cái giếng khác, tạo một cái giếng hơn như thế, những cái trời giếng, cho nên nó đưa đến một cái sự khác nhau. Vì vậy cái nghiệp nó có chia ra là dẫn nghiệp và mạng nghiệp. Cái mạng nghiệp là những cái phù trội cho dẫn nghiệp. Ví dụ như quý thầy cô học cái vô đề đều học là cao cấp Phật học, học viện. Quý thầy cô nếu học đúng cái chương trình là, thí dụ như chương trình này học đúng là 3 năm rưỡi sẽ ra trường. Bây giờ quý thầy cô muốn ra trường sớm hơn, quý thầy cô cộng thêm những cái học giờ thêm. Và như vậy thì cái nhân duyên kia gọi là mạng nghiệp, nó giúp cho cái dẫn nghiệp của mình tạc thành nó khác những người khác. Những cái duyên nó tạo cho sự khác nhau giữa hoàn cảnh và con người, cái đó gọi là mạng nghiệp. Rõ không quý thầy cô? Rõ thì nghỉ 15 phút. Vì tôi thấy đồng hồ kia rồi. Bây giờ chúng ta đi vào cái loại nghiệp thứ ba, phân loại nghiệp thứ ba. Và cái quả nghiệp cái nghiệp này là nó được phân loại theo cái quả vị tu chứng trên cái đường tu hành. Và quả vị cái phân loại này nó chia thành 4 loại: hữu lậu nghiệp, vô lậu nghiệp, phước nghiệp và bất tư nghi nghiệp. Hữu lậu nghiệp là những cái nghiệp thiện ác tạo ra bởi những cái động cơ chấp ngã, tham ái, khuyển lưu chuyển trong sinh tử luân hồi. Cái này dễ hiểu phải không? Tức là những cái mà ái thù, mà làm những cái công việc, làm những cái việc làm với thân khẩu ý mà với cái tấm ái thù thì nó đưa về sinh tử luân hồi. Thì dù ngay cả khi mình làm việc thiện mà mình chấp cái việc thiện đó còn đưa vào sinh tử luân hồi. Quý thầy cô biết là ở đây ta nói một chút để quý thầy cô hiểu là ví dụ như lúc đầu Đức Phật bảo đối với những người căn cơ trình độ mà họ chưa sẵn sàng để nghe pháp thì Đức Phật dạy họ dạy bố thí, phóng sanh, tu dự 5 giới, 10 giới, tu thiện nghiệp vân vân. Sau khi tất cả những cái tâm mà thuần thục rồi thì Đức Phật bắt đầu đi vào giáo lý duyên sinh vô ngã, dạy và tự để duyên sinh vô ngã. Và lúc đó rồi thì Đức Phật nói tất cả lúc đó mà là dạy cho họ thấy rằng á, những cái giáo lý thập thiện, giáo lý 5 giới đó chỉ đưa đến cái vấn đề chư thiên, vừa đến cái vấn đề cõi người, và những cái đó mà cuối cùng đi đâu cùng sinh tử luân hồi. Cho nên cần phải bỏ những cái đầu đi vào nó cái giáo lý tu tập để gì? Giải thoát. Do vậy tu mà làm thập thiện hay là tu làm tu bất cứ cái gì thì bỏ cái tâm mà hệ mà còn cái tâm chấp thù và cái tâm mà yêu mến á mà làm á, thì đi trong sinh tử luân hồi. Vô lậu nghiệp là những cái tim, những cái nghiệp được tạo ra bởi cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Và những cái tâm này là đưa mình vào niết bàn, vẫn đưa vào sinh tử luân hồi. Đây là cái giữa cái hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu là có cái tâm tham ái chấp thủ, vô lậu là cái tâm
trí tuệ, tâm vô tham, vô sân, vô si. Đó là cái điều thứ hai. Phước nghiệp là nghiệp lành, thọ báo đi đến cõi dục. Phi phước nghiệp là nghiệp ác đưa đến cảnh giới tương đương. Và cuối cùng là bất tư nghi nghiệp. Đây là những nghiệp mà chúng tôi chỉ lướt qua nhanh và giải thích những căn cái để quý thầy có biết. Bất tư nghiệp là nghiệp các vị Bồ Tát, các vị họ giải thoát rồi mà họ không có đi vào niết bàn, họ nguyện sinh trong tử luân hồi này để họ độ chúng sanh, thì cái được gọi là những cái việc làm không thể tư duy được, gọi là bất tư nghi nghiệp. Bây giờ cái loại thứ hai, đây là những thứ mà nó liên hệ đến cuộc sống chúng ta hàng ngày. Cái nghiệp thứ, loại nghiệp thứ tư mà được phân chia theo cái công dụng của nó hay là theo cái công tác của nó. Thứ nhất gọi là sanh nghiệp hay còn gọi là nóng sanh nghiệp. Đây là cái nghiệp chính, nó chi phối cái tái sanh đời sau. Cái nghiệp này là nghiệp chính, có thể hiểu là nghề nghiệp sinh sống trong hiện tại. Cái này gọi là nắng sanh nghiệp hay là sanh nghiệp. Đây là nghiệp chính, đây là nghề nghiệp chính. Và cái hàng ngày chúng ta sống với nó, chúng ta nhớ là lấy nó làm một cái cuộc sống. Cái này là nắng sinh nghiệp hay là sanh nghiệp. Và nó là chi phối cái đời sau. Và ở đây trong đây có nói một câu là nó tương đương với hữu trong 12 nhân duyên. Ở đây vừa rồi tôi ví dụ như quý thầy cô đang học ở đây là với một cái tâm đang nuôi dưỡng, là cái tâm gì? Trở thành cử nhân vật học. Và cái tâm cử nhân vật học đó là cái hữu ba va, không nào? Và tất cả những cái này á, là những cái đang tạo thành bởi cái nghiệp ba va này. Và sau 4 năm thì quý thầy cô sẽ trở thành gì? Cử nhân vật học. Và cái đó là khi mà đầy đủ tiềm tàng, nó đầy đủ, nó chờ cơ hội mà nó đầy đủ thì nó phát sanh. Nhưng mà trong cái số này á, có những người tất cả đều ra cử nhân không? Chắc không? Chưa chắc đúng không? Có nhiều người là dựa chừng bỏ cuộc chơi. Ngày mai trong đám tăng sinh ấy có quẻ ra đời bỏ cuộc chơi. Có không? Có đấy. Khóa tôi cũng có, khóa nào cũng có cả. Cho nên mình nói đây không hẳn là tất cả những người này đều đi đến cái gì? Cái ba va nó hiện thành. Nhưng mà tất cả những cái mà ba va của thầy có đang cố, đang nuôi dưỡng đó và nỗ lực tu tập như thế này, nỗ lực với cái sự cố gắng học tập này, đang nuôi dưỡng cái ba va. Nó tương với cái gì? Cái hữu. Và khi mà cái ba va này được nuôi dưỡng bằng cả cái sự nỗ lực này thì tác thành con người tương lai của mình. Cái đó là gì? Năng sinh nghiệp. Đó là nghiệp chính. Thứ hai là năng trì nghiệp hay còn gọi là duyên nghiệp. Là những cái nghiệp phù trợ, như tụi tôi nói đó là gì? Nó duy trì, nó trợ duyên cái nghiệp chính cho đến lúc mà thân hoại mạng chúng, cho đến lúc đạt được mục đích. Ví dụ như mình tu tập, mình tu tuệ, nhưng mà để cho thêm cái động lực nó mạnh hơn, mình tu thêm cái thu phước, mình làm những cái việc thiện, phải không nào? Thì những cái việc đó là nó hộ trì cho cái vấn đề tu tập của chúng ta. Thì cái đó gọi là gì? Năng trì nghiệp, nó hỗ trợ nó. Ví dụ ngày xưa quý thầy cô biết, lúc đầu mà tôi mới về Ấn Độ về á, mà tôi đi giảng dạy, tôi thấy tôi nghiên cứu giảng dạy là đủ rồi, không cần phải làm từ thiện. Lúc đó tôi không gọi khả năng, không gọi khả niệm là đi làm từ thiện, vì tôi nghĩ cả là làm việc của những người khác. Nhưng sau thời gian rồi 5-6 năm tôi làm việc liên tục, tôi mệt quá, không ưa nữa. Dạy về ngày nào, giảng dạy về đọc sách, về nghiên cứu khoảng 6-7 năm, mà trong thời gian đó 6 năm rồi tôi dường như không ra khỏi chùa. Và nhờ như vậy mà tôi có một loạt sách vở của tôi ra, tôi đã viết in ấn bây giờ là quý thầy cô đang dùng. Đó là Quán Thế Âm, đó là Sự Ấn Độ, đó là Sự Trung Quốc, đó là Ý Nghĩa Giới Luật, vân vân. Đó là cái thời gian trong vòng 4-5-6 năm mà tôi làm việc liên tục. Sau đó mệt mỏi quá, tôi mới nói với người mấy đệ tử tôi, nói bây giờ ta đi làm từ thiện, tôi chơi tao mệt quá, cho tao ít tiền. Thì sau đó hỏi sư phụ muốn làm gì, mà ta cũng biết làm gì. Thế bây giờ cứ để ta hỏi cái đã, thì họ gửi tiền về thì khoảng một số Phật tử thầy á, họ hỗ trợ. Thì lúc đó bắt đầu thầy mới hỏi những người học trò, cũng học trò thầy, bây giờ nên làm gì. Thì bọn nhỏ này mày nói rằng là miền Tây không còn nước uống. Rồi có biết là miền Tây mình á, nước ra lấy ngoài những cái rặn rồi vậy. Và nước sông cho nên rất là dơ. Bây giờ cần có những cái giếng khoan, cần có những cái giếng nước á. Lúc đó bắt đầu một cái giếng nước, lúc đó là quý vị biết, lúc đầu thầy đi làm á, một cái á, khoan một cái giếng nước mà khoan nó sâu khoảng 70 mét, lấy ống bình minh mua để đưa lên,
Rồi đến đây mua một cái đồ bơm tay thôi, thì 2 triệu đồng. Cái đầu tiên thầy làm là 2 triệu đồng. Và nó cho thầy là hình như thầy nhớ cho thầy 2.500 đô. Và lúc đó là thầy làm được cái gì? Là 25, không phải, khoảng 20 cái, khoảng 20 cái thôi được. Sau khi làm xong, đi vô thấy giấc ngọc cực quá. Mà khổ quá trong đó. Tự nhiên mình thấy, ồ, mấy lâu nay mình nghĩ tào lao quá. Tào bỏ mệt quá. Thành từ đó, từ cái thời điểm đó, quý vị biết cho đến bây giờ thầy vẫn làm. Thầy làm một cách âm thầm. Thầy làm mai biết thầy làm. Bây giờ thì mỗi năm như vậy, thầy cho biết cả mấy trăm cái học bổng, thầy vẫn cho. Cho người học sinh nghèo, cho từ Buôn Ma Thuột, rồi Vịnh Long, rồi là đâu cần thầy cho. Mà thầy hợp lý. Thầy làm cả, và chính nhờ những cái đó, nó làm cho cái động lực tu tập của thầy là mạnh hơn. Cái lòng từ mình nó phát hơn. Vì mình đi vào trong cuộc sống, mình thấy người ta khổ thật sự, và mình chia sẻ được về nỗi khổ đó, mình đưa đến một niềm vui cho người ta, lòng hạnh phúc làm quý thầy có biết không? Và cái đó mới gọi là gì? Trì nghiệp. Hiểu không? Trì nghiệp là những cái duyên nó phù trợ cho vấn đề tu tập của mình, và nhờ như thế cho nên cái vấn đề mà tuệ giác của mình nó phát triển, cái nghiệp lực của mình là cái sự nghiệp mình nó phát triển, cả đó là gọi là trì nghiệp. Thứ ba là năng chưởng nghiệp hay là chưởng nghiệp. Năng chưởng nghiệp hay là tiêu nghiệp là những cái việc làm nó làm nó yếu ớt, nó chậm trễ hay ngừng lại sự kết thành của sinh nghiệp. Có những cái việc làm, có những cái nghiệp chúng ta làm, chúng ta ca làm cho cái sinh nghiệp của chúng ta nó chậm đi. Ví dụ chúng ta vừa tu mà tu lè phè, nỗ lực tu, nhưng mà có những cái việc làm khác nó làm cho cái việc tu mình không có tinh tấn, nó làm cho mình không có gọi là mạnh mẽ. Thì cái vấn đề mà kết quả gì như quý thầy cô vậy, học mà không nỗ lực hết hoàn toàn thì do vấn đề gì internet rồi vấn đề lung tung lang tang, thì làm cho cái vấn đề thi cử của mình nó thiếu điểm. Với như vậy người ta 3 năm ta ra trường, mình là gì, 5 năm 6 năm mới ra trường. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là năng đoạ, gọi là gì? Năng chưởng nghiệp hay là tiêu nghiệp. Hoặc là đi về mặt tích cực là có những người làm những việc ác, thay vì phải đón những cái kết quả thì nhờ những cái việc thiện hay nhờ làm những việc khác thì nó làm cho cái kết quả của cái nghiệp kia nó chậm lại, và đôi khi nó không kết trái, giống như là gì, vô não, angulimala. Có những cái việc làm vô não đáng lý là phải chịu cái nhân quả, nhưng mà nhờ tu giải thoát cho nên không chịu cái quả đó, gọi là gì? Cái đó còn gọi là về mặt tích cực, về mặt tiêu cực đều có cái năng chưởng nghiệp hay là tiêu nghiệp. Và cái cuối cùng trong này gọi là gì, là đoạn nghiệp hay là hủy nghiệp. Đây là cái nghiệp làm tiêu đi cái sinh mạng, cái sinh nghiệp, cái năng lực của sinh nghiệp. Do vậy quý thầy có biết là ở đây mình nói có thể mình cả đời làm việc thiện nhưng mà chỉ phạm vào một tội thôi, đại tội là bao nhiêu cái nghiệp thiện kia là gì, mất hết. Chúng thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác từ hữu dư. Và cái này cũng để nói một cái khái niệm cho quý thầy cô biết rằng là chút nữa chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Dù như khi một cái cây mà nó nghiêng về phía tây, nó đang nghiêng về phía tây này, đổ về phía đông, khi mà nó sẽ hoàn toàn đổ về phía đâu, phía tây, đúng không? Khi nó đang nghiêng về phía tây thì nó đổ, nó sẽ đổ về phía tây chưa chắc, bởi vì nếu có một ngọn bão mà nó thổi một cái thì nó sẽ đổ về phía đông, đúng không? Và cái đó gọi là gì? Năng đoạn nghiệp. Một cái động lực nó làm cho thay đổi cả toàn bộ cái sinh nghiệp. Cho nên quý thầy cô bây giờ ta sẽ ví dụ, bây giờ quý thầy cô tự nỗ lực tu tập ở đây, rất có nhiều người nỗ lực tu tập rất là tinh tấn, nhưng mà do một phút vô minh làm cho ái thủ sinh khởi, cho nên ngày mai trong đám tăng sinh này có kẻ ra đời bỏ cuộc chơi. Cái đó là gì? Huyền nghiệp. Cái đó là gì? Đoàn nghiệp. Hiểu không? Là như là sự nghiệp tu hành là coi như ô rồi, ô tiêu rồi, đúng không? Đó là cái mặt tiêu cực. Mặt tích cực nghĩ lại là như thế, đó là nghiệp theo công tác. Bây giờ chúng ta đi vào nghiệp theo sức mạnh. Nghiệp theo sức mạnh thì nó có 4 loại. Thứ nhất là cần tự nghiệp, thứ hai là tập quán nghiệp, thứ ba là tích lũy nghiệp, và thứ tư là trong cái nghiệp theo sức mạnh này có cực trọng nghiệp, cần tự nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. Và cái đầu tiên gọi là cực trọng nghiệp hay là ngũ giảng ngũ vô giảng nghiệp hay là ngũ nghịch nghiệp. Cái này là 5 tội và không thể sám hối. Hỏi vì sao thì tôi nói Phật dạy, tôi chịu thua.
Vì đó là cái định lý. Đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thất chặt Phật, chảy máu vá, phá hợp tăng. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một chút vì sao cái nghiệp này nó không thể sám hối. Đối với đạo Phật, cái tâm mà gọi là cái tâm hiểu đó là cái gốc của thiện. Mà khi mà cái gốc rễ mà bị chặt đi rồi á, thì có phát triển được không? Nó sẽ khô héo thôi. Và con người mà khi mà giết được cha mẹ thì coi như là cái cây chặt mất gốc rễ rồi. Vì vậy cho nên không sám hối được. Và đây là trường hợp của gì? Ajatasattu, Asathe. Asathe thật sự ra ông là vì gì? Ông là vì cái tham vọng muốn lên ngôi sớm. Ông muốn trở thành hoàng đế sớm, muốn trị vì đất nước sớm. Và vì vậy cho nên ông mới là chỉ có muốn bỏ tù cha để lên ngôi thôi. Và vì ông nghe người bạn xấu để bà đặt đa cho nên ông để cha mẹ chết, cho cha chết trong ngục. Và sau này vì việc làm đó mà ông đã không thể chứng được bậc thánh, không đi vào trong cái dòng thánh giả được. Mặc dầu ông sau này ông nghe kinh điển của Đức Phật, ông gọi là vô cùng hoa, gọi là gì, hối hận, và ông thấy cái giáo pháp Đức Phật như vậy. Mà cuối cùng Đức Phật tuyên bố rằng là nếu Asathe không mà vướng vào cái tội giết cha thì đi vào quả thánh rồi. Cái này nói như thế là quý thầy cô biết là năm tội này là năm tội không thể sám hối. Và trong đó có cái tội phá hoa hợp tăng. Giết A-la-hán thì chắc mình không biết rồi, không? Làm thân Phật chảy máu thì mình cũng, thời này có Phật đâu mà làm thân Phật chảy máu, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta cũng lưu ý rằng là thí dụ đôi khi mà ba cái tượng Phật, tượng đồ mà chúng ta vô ý mà chúng ta đánh đập đó, chúng ta làm cho bể, cái này cẩn thận đôi khi người ta bị cũng vào vướng vào cái tâm đó. Nhưng mà phá hợp tăng là cái tội chúng ta có thể vướng vào. Đó là gì? Làm cho tăng mất hòa hợp. Cả thời này có đấy. Đó là nắm cái tội đó gọi là cực trọng nghiệp và không có. Đây là sức mạnh này là chỉ đưa vào trong gì? Địa ngục. Đừng hỏi tại sao. Chúng ta sẽ nói. Còn nữa. Thứ hai là cần từ nghiệp là cái gì? Là cái nghiệp tạo ra lúc sắp lâm chung. Nghiệp này nó cực kỳ quan trọng. Nạn hưởng nó chính là cái nghiệp đưa đến tài sinh. Nghiệp đó là nghiệp nào? Và vì người ta hiểu như vậy cho nên đến có những cái bài bên Tịnh Độ Tông hoặc là bên Thiền Tông, người ta có một cái truyền thống là đến giờ mà thấy người ta lao sắp sửa mất á, là có trờ niệm hoặc là trờ duyên. Các vị bên thiền định thì họ đến họ ngồi thiền, ngồi bên kia những người sắp mất như vậy họ trờ lực. Còn bên Tịnh Độ Tông là gì? Trờ niệm. Nhưng mà quý thầy cô biết á, cái đó là chỉ có duyên chứ không phải không có duyên. Nó có, tuy nhiên cái đó nó chỉ phù thôi. Còn cái mà nó chi phối cái cần tự nghiệp này là cái tập quán nghiệp. Bởi vì cái tập quán nghiệp thì dù như quý thầy có biết, người giàu mà khi sắp chết sợ nhất là gì không? Mất của, biết của bỏ ở đâu. Người mà làm tội lỗi mà lúc sắp chết là sợ hại vô cùng với những cái tội đó. Cho nên niệm Phật lúc đó không khéo, nhưng không những không hoang nghĩ mà cũng gì? Cũng nổi phiền não nữa. Ví dụ như cái chuyện mà các vị hòa thượng hay nói là gặp những anh đồ tệ, những anh mà giết heo giết bò mà đến giờ cuối cùng mà sắp chết á, nó hay hét ho rên hay la giống như con bò con trâu đang giết vậy. Và cái đó là do tập quán nghiệp nó chi phối. Tập quán nghiệp là những cái việc làm hàng ngày của quý thầy quý cô của chúng tôi, nó tác thành nhân cách chúng ta, và chính cái đó là nó chi phối chúng ta từ lúc chúng ta đang sống mà đến lúc chết, nó chi phối rất là lớn. Dĩ nhiên cái cần tự nghiệp nó có được tác động. Tuy nhiên khi thông thường mà một sự việc xảy ra thì cái tính tình của mỗi con người nó sẽ sinh khởi, cái bản tính con người sinh khởi theo cái chiều hướng đó. Ví dụ như một cái, bây giờ tôi sẽ nói thí dụ này, một cái người tu mà thấy một người, thấy một cái án mà té xuống bị tai nạn thì những người mà có lòng từ thì nói ui cho thằng nào khổ quá. Còn những cái án mà luật pháp là tới không có khổ gì hết, mày đi đúng luật hay là không đúng luật, phải không? Và cái đó là gì? Cái đó là cái tập quán nghiệp nó chi phối. Nó sẽ khởi lên lúc cái sự việc xảy ra, lúc sắp chết. Quý thầy có đồng ý không? Một cái người bác sĩ mà tới đó là thấy là gì? Phi trùng. Tới đó là gì? Cần phải làm gì? Chứ không khởi thế như người tu có lòng từ. Như anh cảnh sát là anh nào phải, anh nào trái. Người bác sĩ tới là thấy là gì? Cứu cái đã. Cái đó là gì? Cái tập quán nghiệp và cái nhân cách, cái tư cách của mỗi người. Và chính cái này nó chi phối chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống rồi. Mà nó chi phối chúng ta lúc chết. Và cái thứ tư là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta làm mỗi ngày chục chút, làm mỗi ngày chục chút. Đôi khi mỗi ngày vẫn tu nhưng mà lâu lâu cũng nửa dối, lâu lâu cũng uống rượu, lâu lâu cũng phá giới. Và cái đó là gì? Tích lũy nghiệp. Mà tích nhiều thì nó sẽ đầy mau, mà tích chậm thì nó đầy lâu.
Và tích lũy nghiệp này nào cũng có tác động đến cái sự tái sanh của chúng ta. Đó là bốn cái nghiệp quan trọng. Bốn nghiệp quan trọng là gì? Gồm có căn tư nghiệp, gì? Ngũ nghịch nghiệp, tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nghiệp theo nghiệp quả. Chia nghiệp theo nghiệp quả là thứ sáu. Hiền báo, sinh báo và hậu báo. Hiền báo là chuyện chuyện làm ngay đời này là gì? Là bị quả báo ngay trong đời này. Đúng không? Anh nào mà lười học thì sẽ rớt. Anh nào học giỏi thì sẽ có kết quả tốt. Cái đó là hiền báo. Và chuyện rất rõ ràng. Sinh báo là đôi khi làm đời này nhưng mà đời sau mới chịu kết quả. Hầu bảo là làm đời này mà nhiều đời sau chịu kết quả. Mấy cái này quý thầy cô hiểu phải không nào? Khỏi phải nói nhiều. Bất định nghiệp là có thể có những nghiệp mà nó làm ra quả, có những nghiệp nó không có đưa đến quả. Và vì sao mà không đưa đến quả? Bởi vì nó có những cái nghiệp nó bị tác động bởi tri nghiệp và đoàn nghiệp cho nên nó không đưa đến quả. Cho nên khi chúng ta nói vì sao nó không đưa đến quả là bởi vì nó ảnh hưởng bởi tri nghiệp và đoàn nghiệp. Nhớ chưa nào? Chẳng phải tự nhiên nó. Ví dụ như tại sao mà một người làm việc thiện nhiều, khi người ta làm một cái việc, khi người ta phạm một cái sai lầm thì người đó thường được thông cảm hay là bị lên án. Một người mà hằng ngày tu tập làm việc thiện mà khi có một cái sai lầm nào đó thì người đó được thông cảm, được là chia sẻ hay người đó bị lên án? Cái đó đấy, bất định nghiệp. Cũng công việc làm đó mà người thì có hưởng quả, người thì không chịu quả, đúng không? Cái này bất định nghiệp. Và do ảnh hưởng của tri nghiệp và đoàn nghiệp. Biệt nghiệp là cảm thọ cá nhân, là nghiệp của mỗi người. Sinh ra trong một gia đình, sinh ra trong một hoàn cảnh, sinh ra trong một cái xã hội, sinh ra trong môi trường, mỗi người đều có thể sinh ra giống nhau trong chính môi trường đó, nhưng mỗi người có thể cảm nhận khác nhau. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là biệt nghiệp. Ví dụ như câu chuyện ở trong Kiều, ở đây tôi có để lại cho câu chuyện trong Kiều. Đó là khi mà bà Hoàng Thư bà biết là Thúc Sinh rù rì vẫn Kiều. Tức nội ghen lên. Thúc gọi là Hoàng Thư là gì? Ghen nổi tiếng. Khi nói đến Hoàng Thư là biết mấy cái bà máu ghen. Và bà tức bà trả thù là bán nói gì hết. Bà kêu bà bảo Kiều ra là đánh đờn cho bà nghe. Và bà kêu Thúc Sinh đang ngồi đó. Mà đánh cho chạy đầu mồng tay thôi. Bậy cho đến chạy ra một tay, ba cứ ngồi ba thỏa mạng. Còn anh Thúc Sinh thì ngồi thấy người yêu, úi chẳng đau khổ hả. Cùng trong một tiếng tớ đồng, người ngoài cười nụ mà người trong khóc thầm. Phải không? Cả nên lá biệt nghiệp. Phải không nào? Có nhiều người khi nghe chuyện đó tự nhiên thấy vui vẻ, mà có nhiều người khi nghe chuyện đó thấy bực mình. Cái biệt nghiệp khác nhau, cái cảm nhận khác nhau. Đó là, ví dụ như có nhiều người nghe một câu mà chứng đạo, có nhiều người nghe 10 câu chẳng chứng được gì cả. Biệt nghiệp khác nhau, phải không nào? Và cộng nghiệp là chúng ta cùng sinh trong một cái môi trường, chịu những hoàn cảnh giống nhau, thọ nhận những cái phước báo giống nhau, cái đó là cộng nghiệp. Bây giờ quý thầy cô có cộng nghiệp không? Đó, cộng nghiệp đó nè. Và cộng nghiệp với tôi nữa. Nhưng và ở đây chúng ta phải nhớ cái cộng nghiệp nó tác động đến biệt nghiệp và biệt nghiệp nó tác động đến cộng nghiệp. Ví dụ như khi tôi nói là hằng ngày tôi phải làm việc nhiều, tôi phải liên tục đọc sách, tôi phải nghiên cứu để làm gì? Bởi vì cái cộng nghiệp này nó đẩy tôi đi tới, và chính nhờ cái đó mà cái tuệ giác của tôi mỗi ngày mỗi thăng tưởng. Và cái biệt nghiệp của tôi đang làm cho cái cộng nghiệp trên những người này cũng là khổ sở đấy nè. Phải không nào? Và nhờ vậy mà gì? Vờ vậy mà quý thầy cô đang tiến bộ và đang có những cái gọi là trí thức. Và cái biệt nghiệp của tôi chuyển hóa cái cộng nghiệp quý thầy cô. Và cộng nghiệp quý thầy cô chuyển hóa cái biệt nghiệp của chúng tôi. Hiểu không? Rõ không? Mà cái chuyện này tôi thấy là từ ngày mà tôi nuôi ông Điều 3 tuổi của tôi là tôi thấy nó rõ ràng lắm. Nói thiệt, cái biệt nghiệp của nó hồi xưa nó vô cùng cực khổ. Nhưng bây giờ ở với tôi là nó như hoàng đế đó. Trời ơi! Trong phòng tôi đâu có ai mà dám vô mà leo lên giường mà ngồi đâu. Hằng leo lên từ đầu tôi ngồi nữa. Rồi vô sư phụ cộng con. Tối nào đi về gọi là sư phụ làm người cho con cộng. Rồi cũng phải cúi xuống cho nó làm. Nhưng mà quý thầy cô biết á, nó hạnh phúc. Con niềm vui. Hả? Hạnh phúc chứ. Quý thầy cô biết á, nuôi thì cực khổ vậy đó. Nhưng mà có nhiều cái phước lạc lắm. Có nhiều cái niềm vui lắm.
Đi về mà nói chỉ cần nói phù về cái là tự nhiên lòng hết mệt. Chứ không phải mình nuôi nó, mình không sống hạnh phúc đâu. Không phải nó hạnh phúc mình đâu. Cho nên cái biệt nghiệp của nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Mà cái biệt nghiệp của mình nó cộng đến của nó. Và đứa trẻ đó từ lúc mà nó vào trong cái môi trường của Phật Pháp, nó thay đổi hoàn toàn. Thay vì một đứa trẻ thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình thương, bây giờ ai cũng thương nó cả. Đến nỗi hôm mà tôi cho đứa đệ tử dẫn lên đến Hòa Thượng Nhật Bản, ngài Yushishima đó, ngài lúc mà nó lên là nó vô chơi với cụ, nó kéo cụ, cụ xuống nó hôn. Rồi cụ hôn nó luôn. Mà cờ mấy ông cụ đó mà nó cũng là làm như vậy. Và nhờ gì? Nhờ cộng nghiệp với Phật Pháp cho nên nó như vậy. Cho nên quý thầy biết cái cộng nghiệp quan trọng, quý thầy có phải chọn cộng nghiệp. Và cộng nghiệp ở đây là gì? Cộng nghiệp ở đây là bạn bè là cộng nghiệp. Cộng nghiệp ở đây là thầy tổ là cộng nghiệp. Cộng nghiệp ở đây là môi trường là cộng nghiệp. Và những cái điều kiện mà chung quanh hỗ trợ cho mình gọi là cộng nghiệp, chứ không phải chỉ cộng nghiệp đơn giản đâu. Cho nên khi một người bạn xấu là cộng nghiệp xấu, mà cộng nghiệp xấu nó tác động đến biệt nghiệp. Đúng không? Đi với mực, ta nói là gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và ngay cả đối với người thầy mình, mà nếu người thầy mình có nhiều người thầy nuôi đệ tử để sai, nuôi đệ tử để được danh được vòng, những cái cộng nghiệp là xấu, mình có cộng nghiệp xấu. Cho nên luật nói thế này này, thì trong cảnh sát nói như sư biệt thiệt bất minh, đương biệt cầu lương đạo. Nếu như thầy mình mà không có tùy tuệ, có quyền đi tìm một chỗ khác, bởi vì đó là cộng nghiệp không tốt và đưa mình xuống. Và cái này tôi biết rằng là nó rất là phổ biến bây giờ. Nên quý thầy phải nhớ rằng đấy là quý thầy đang có những cộng nghiệp tốt và đang có cái điều kiện tốt trong những môi trường tốt. Cái cộng môi trường cũng là tốt. Nếu như mình sống trong cái môi trường thanh thản mà gọi là sạch sẽ như thế này, phổi có ảnh hưởng không? Còn dễ thở hay khó thở? Còn ra ngoài phố bịt mũi bịt miệng mà cũng thở cũng được nữa. Và như vậy là cộng nghiệp về môi trường nó xấu, nó đưa đến cái thân thể này xấu. Cho nên cái chữ cộng nghiệp này quý thầy cô phải nghĩ cho nó rộng ra. Tất cả những cái gì mà là tác hại đến mình, là tác động trực tiếp đến mình, cả đó là cộng nghiệp. Chẳng phải cộng nghiệp nó khơi khơi đâu. Quý thầy cô là cộng nghiệp của tôi, bạn bè quý thầy cô là cộng nghiệp của tôi, cha mẹ của mình là cộng nghiệp của mình, thầy tổ của mình là cộng nghiệp của mình. Cộng nghiệp tốt thì nó thay đổi được cái biệt nghiệp, mà cộng nghiệp xấu thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ tác động đến cái biệt nghiệp. Cũng vậy, khi quý thầy cô gần gũi những bậc thánh thì quý thầy cô sẽ thay đổi. Cho nên Đức Phật nói đa văn đệ tử và vô văn phàm phu. Đa văn thánh đệ tử là gần đến bậc thánh, gần bậc chân nhân, thuần thục pháp bậc thánh, rồi tu tập pháp bậc thánh. Còn là vô minh, vô văn đệ tử là gì? Không gần gũi bậc thánh mà gần gũi những cái ánh nhầu nhẹt thuốc men, vô minh đó. Thấy không? Cộng nghiệp. Chúng ta sẽ đi đến cái nghiệp quả. Ở đây là kia phân nghiệp một chút, cái này là khác với ngoài đạo. Nếu nói một người làm việc như thế nào nó cảm thọ như vậy, đây không phải là nghiệp của đạo Phật giáo. Một người làm việc như thế nào nó sẽ cảm thọ như thế ấy, điều này không phải là nghiệp của Phật giáo. Vì sao? Khi một việc làm mà không có tác ý, không có cảm thọ, không thích thú thì không đưa đến nghiệp quả. Cho nên nếu bảo đang làm việc gì thì chắc chắn sẽ cảm thọ cái đó. Cái đó là không có giải thoát, không có giác ngộ, không có cải tạo. Còn đối với Phật giáo, cái này cực kỳ quan trọng ấy, quý thầy cô. Cái này phân biệt giữa ngoài đạo và chúng ta. Một người làm nghiệp được cảm thọ như thế nào? Được cảm thọ là gì? Có tác ý, có mong muốn, có thích thú như thế nào? Thì người ấy sẽ cảm thọ cái quả gì thục như thế. Rõ chưa nào? Định nghĩa lại thêm một lần nữa. Một người mà làm việc nào được cảm thọ, nghĩa là muốn làm việc đó, thích thú việc đó, thoải mái việc đó như thế nào, thì cái tác dụng của nó, cái kết quả của nó là như thế. Và kết quả của nó là tùy vào cái dùng tâm của mình. Đây là quan điểm của Phật giáo. Và đây là cái quan trọng, nó mới có đến giải thoát và giác ngộ. Để giải thích cho cái này, Đức Phật nói có người làm nghiệp ác nhỏ và nghiệp ấy đưa vào địa ngục. Nhưng mà có người làm nghiệp ác nhỏ, nghiệp đấy không có cảm, nếu có cảm thọ trong hiện tại và thậm chí không hề ảnh hưởng đến đời sau. Cái này quý thầy chưa? Một người làm một việc ác nhỏ có thể đưa vào trong địa ngục bởi vì cái tấm người đó nó quá nặng nề về việc làm đó. Đôi khi có một người mà ta giết người nhưng mà tấp không ngộ sát thì người đó không có tội. Đúng không? Không. Mà một người mà rủi mà gọi là gì? Mà phòng về, từ về mà giết người cũng không có
tội luật pháp mà có tội. Nhưng một anh mà giống như cái anh vừa rồi mà giết người đó, thì anh đó là gì? Tự hình. Cùng một việc làm. Mà đôi khi người là đi vào địa ngục, nhưng mà người lại không có tội. Ở đây Đức Phật nói, một người mà nghiệp ác nhỏ đưa vào trong địa ngục, bởi vì người ấy tâm có gì? Không có giới định tuệ, hàng hẹp, ích kỷ, nhỏ nhói, tội lỗi. Còn một người làm nghiệp ác mà nghiệp ác đưa đến cảm thọ trong hiện tại và không đưa đến kết quả trong tương lai, vì người đó tâm có tuệ giác, có từ bi hỷ xả. Cho nên quý thầy có biết cùng một nghiệp mà không phải cùng làm một nghiệp đó mà đôi khi là cái kết quả nó khác nhau. Và đây Đức Phật còn thêm một cái giải thích nữa, đó là một hạt muối, một nắm muối này mà bỏ trong cái ly nó mặn hay là nó ngọt, nó mặn hay là nó không mặn. Ly, nhưng mà nắm muối này đem trong cái hồ kia có giá trị gì không? Cho nên một người mà nắm một nắm muối này mà nó mặn, bỏ trong ly nó mặn, giống như một người thiếu từ tâm, thiếu tuệ tuệ. Còn một người mà nắm muối này mà đưa ra ngoài hồ, giống như người có từ tâm. Tất cả những cái này là Đức Phật giải quyết, chứ không phải tôi giải quyết. Bây giờ, ở đây tôi giải quyết một chút nữa. Nghiệp, trong này chúng ta có một cái bảng nghiệp. Nghiệp và nghiệp quả tương đương. Ở đây tôi sẽ giải thích một chút thôi, quý thầy cô, từ đầu tôi. Bây giờ trong này, trong bài kinh này, tôi trích từ bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt trong, trong kinh Trung Bộ 3. Trung Bộ, tôi không nhớ Trung Bộ 3 hay Trung Bộ 1 đang biệt. Ở trên Trung Bộ. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt trong đó, bài kinh này có nói đây, ai người nào sát sanh tàn nhẫn tay đậm máu không có tư tâm, chết sinh vào địa ngục, tại sinh vào cõi người chết yểu, chết oan đoạn mạng. Ngược lại, người nào không khắc sanh có tư tâm, chết thì lên thiên giới mà về cõi người trường thọ. Cái vấn đề này có thể giải thích cho chúng ta thấy rằng những người mà trong đời này mà bình tật mà nằm dằn đó, đó, chết yểu chết oan là những người đó gì? Do cái kiếp là có cái nhân quả của giết người tay đậm máu. Cái trong này cái thứ hai, nạo hại chúng sanh. Làm khổ, nạo hại là gì? Làm khổ người khác, hại người khác đến chỗ đau khổ, chết vào địa ngục, sinh vào trong đời này nhiều bệnh tật, không nạo hại thì lên cõi trời, mà sinh trong cõi người thì ít bệnh tật. Trong đời này mà sinh khỏe mạnh là người, nhưng không nạo hại chúng sanh. Tôi nói nhanh và tôi sẽ giải thích cái này. Phận nộ sân hồ chống đối bất mạng. Thì chết sinh vào địa ngục, sinh vào trong cõi người thì là xấu xí, dung sắc xấu xí. Ngược lại, nếu như mà không có phận nộ, không có sân hận, không có bất mạng, thì chết sinh vào cõi trời, mà sinh vào trong cõi người này dung sắc đẹp đẽ, khả ái. Vậy ai đang đẹp đẽ khả ái là kiếp, biết kiếp trước là gì? Mình không phận nộ. Ha? Cười sao? Mình có vẻ thỏa mãn vậy ta? Nói như vậy để giải quyết một đôi chút, đừng có phận nộ. Và bây giờ tôi nói về quý thầy cô về mặt tâm lý một chút thôi. Một cái người mà đang giận dữ, mặt dễ thương hay sự dễ sợ? Đó, cho nên người nào mặt mà dễ sợ là biết gì đấy, đang sân hận. Giải thích về tâm lý. Tuy nhiên ở đây tôi chỉ giải quyết ba vấn đề. Tôi đưa ra, trong bài kinh này sẽ đưa ra tất cả nhân sao quả về, nhân sao quả về, nhân sao quả về. Bài kinh này là bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Nhưng ở đây thưa quý thầy cô, vì nghiệp của Đạo Phật là bất định nghiệp, tại sao trong kinh lại đưa ra nhân nào quả đó? Có ai đặt vấn đề cái đó không? Đã bảo rằng có thể làm một nghiệp mà không nhận nghiệp quả, thì vì sao bài kinh này lại nói như thế? Thưa quý thầy cô, để tôi giải quyết cho nhanh, để ta đi vào. Luật pháp chúng ta cũng có những cái khung hình về luật pháp, đúng không? Làm tội giết người cấp 1, giảm tội nghiệp 10 cấp 2, tội nghiệp người cấp 3. Và nó có những khung hình phạt như thế. Những khung hình phạt đó là để nói cái chung. Còn đến lúc mà xét đến tội thì phải xét vào cái gì? Chi tiết từng vấn đề. Ví dụ như hai người tông sau chết, ta tai nạn, thì vào là bắt đầu là phải đi coi thử cái anh tài xế này chạy đúng đường hay không. Chạy đúng đường rồi thì anh tài xế này trong lúc chạy đúng đường như thế chạy quá tốc độ hay không? Chạy đúng tốc độ rồi bây giờ coi anh này có xịn không? Tất cả những yếu tố đó bắt đầu mới đưa vào khung hình phạt nào. Chứ không phải là cứ thấy là gây tai nạn giết người là tập chức là ngồi tù, không phải.
Có nhiều người cản người chết mà là không ngồi tù. Vì sao? Người ta đi đúng đường, đi đúng tốc độ, đi không có thuộc men, ta đi tỉnh táo đàng hoàng. Còn anh đông vào tù anh chết thì anh rảnh chịu. Cho nên cái không hình phạt là có đó, nhưng mà khi sự cái tội đó là phải tùy vào gì? Hoàn cảnh cụ thể của người gây ra cái tội đó. Cũng vậy, Phật giáo trong kinh Diệu Nghiệp Phân Biệt này đưa ra những cái mẫu như thế để giáo dục chúng ta, để bảo cho toàn biệt rằng nếu chúng ta mà làm việc này thì có thể đọa vào địa ngục. Và khi sinh lên cõi trời thì có thể xấu xí, có thể cố thể cố quạnh. Những người mà đời này cố quạnh cố thể là vì kiếp trước là sao? Trong này có nói này. Đó là gì? Tật độ gánh ghét. Cái gì gánh tị? Cõi này sinh vào trong cõi trong địa ngục thì chịu khổ. Và trong đời này thì cố độc, cố thể. Ngược lại thì có quyến thể. Cho nên mà cái kiếp này mà ai mà thấy cố thể, cố độc là bởi vì kiếp trước là nó như rửa đấy. Vâng vâng, quý thầy có ông nào rồi. Và tôi chỉ nói một số như vậy để là biết rằng đây chỉ là cái khung hình chung về nhân và quả. Nhưng mà nhân và quả này có thể thay đổi do những cái hành động cụ thể. Hoặc ta thể nói rằng là có những tri nghiệp nó thay đổi cái sanh nghiệp, có những cái đoàn nghiệp nó thay đổi cái sanh nghiệp, hoặc có cái hủy nghiệp sinh đổi cái sanh nghiệp. Hiểu không nào? Cho nên đây không phải là ô tô ma tích nó sẵn như thế này. Mà nếu như ô tô ma tích như thế này thì chúng ta không thể tu để giải thoát được. Và cái này sẽ được cái thứ, cái bài kinh sau này chứng minh là như thế. Trước khi mà chứng minh cái bài kinh trên, tôi sẽ nói bốn điều. Trong kinh Tăng Chi còn nói có bốn thứ mà chúng ta không thể tư duy được, không thể đặt câu hỏi tại sao. Bốn cái này là con người tư duy càng tư duy chừng nào thì càng làm mệt mình chừng đó. Thứ nhất đó là gì? Cái Phật giới, cái thế giới của Đức Phật là gì, ở đâu? Cái đó là Đức Phật nói không tư duy được. Cho nên khi có câu hỏi Đức Phật là tồn tại sau khi chết, thấy Đức Phật ở đâu, để về đâu, thì Đức Phật hoàn toàn yên lặng. Vì cái này là không thể tư duy và ngôn ngữ không thể đặt chân đến được. Đó là lĩnh vực thứ nhất. Thứ hai là cái tâm của thế giới này. Cái thế giới này có tâm, tâm nó ở đâu, không bao giờ tư duy được. Thứ ba là cái cảnh giới thiền định của người đang hành thiền không thể tư duy được. Ví dụ tôi ngồi thiền, tôi chứng sơ thiền, quý thầy tư duy tôi, tư duy gì cũng vô là được cả. Mà chỗ đó là gì? Chỉ có hành trì để đạt qua đó. Ví dụ như cái ly nước tôi uống tôi được nóng quá, quý thầy không bao giờ tư duy nó nóng được cái đó, nó đúng với cái đó, mà muốn biết nó nóng cỡ nào thì uống. Đó là cái tại gọi là bất khả tư nghị. Và cái điều thứ tư mà không thể tư duy được đó là gì? Cái sự chín mùi khác nhau của nghiệp. Vì sao một người làm việc này là sinh vào địa ngục, vì sao một người cùng làm việc đó mà không sinh vào địa ngục? Cái đó là gì? Cái không thể tư duy được, bởi vì nó bị ảnh hưởng nhiều cái nguyên nhân khác. Đây là bốn lĩnh vực mà Đức Phật gọi là không thể tư duy được. Nhớ như nào? Cho nên ở chỗ này có những chuyện, ví dụ như tôi nói cái này là cái này trong kinh Tăng Chi Bộ, chứ không phải tôi tự phía ra nha. Và cái này để giải thích là vì sao mà ngụ nghịch nghiệp là không có sám hối được. Vì nó là gì? Bất khả tư nghị. Đây chỗ này chúng ta không thể giải thích được, và nó là như thế. Bây giờ đi vào cái vấn đề của đại nghiệp phân biệt. Vừa rồi là đưa ra không hình phạt. Nếu mà sát sanh là sẽ đoạn mạng, trộm cắp là sẽ nghèo đói, vân vân. Bây giờ có bốn trường hợp, và chính bốn trường hợp này gọi là cái đặc điểm của nghiệp Phật giáo. Và chính cái này là mình mở ra cho chúng ta cái không của một cái phương trời đặc biệt. Thứ nhất, trong kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, kinh Trung Bộ còn nói thế này: người làm 10 điều ác sinh vào địa ngục, người suốt đời làm 10 điều ác đó là sát sanh, lấy của không cho, tài dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, tham sân tà kiến. Khi thân hoại mạng chung do vì tà kiến khởi lên, người ấy sinh vào địa ngục, đúng hay sai? Được chưa? 10 điều ác sinh vào địa ngục. Có 10 người, cũng có một người tương tự làm 10 người đầu ác là sát sanh, lấy của không cho, cho đến tham sân si. Nhưng vào lúc thân hoài mạng chung, nhờ một cái thiền duyên nó khởi lên, và người ấy chấp chặt cái thiền duyên đó, chánh kiến đó, người ấy sinh với cõi trời. Công bằng không? Không công bằng phải không? Nhưng mà chỗ này là cái chỗ đặc biệt của đạo Phật. Chỗ này mới mở ra một cái phương trời cho tất cả mọi người. Tôi nói tiếp cái đã, khoan cái đã nhé.
Chưa giải thích. Cái điều thứ ba, một người làm 10 điều thiện nghiệp, nhưng khi thân ngoài mạng chống gió một tà kiện khởi lên người ấy, chấp chặt tà kiện ấy, rớt vào địa ngục. 10 cả suốt đời làm 10 thiện nghiệp, nhưng mà đến lúc chết, cần tự nghiệp. Do một cái duyên, tà kiện nó khởi lên, chấp cái tà kiện đó, sinh vào địa ngục. Thấy có nguy hiểm không? Và cái thứ tư, một người làm 10 điều thiện, đó là không sạc sanh, không lấy của, không cho, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không lọc, nói lời độc ác, không tham sân, không tà kiến. Khi thân hoài bằng chúng chánh kiến khởi lên, người ấy nắm chặt cái chánh kiến ấy, người ấy sinh về chư thiên, đúng không? Bây giờ trong 4 cái này có 2 cái bất thiện, có 2 cái thiện. Và 2 cái bất thiện nó mở ra một cái điều gì? Một người làm 10 việc ác mà đến lúc thân hoài bằng chúng mà cái nghiệp lực tà kiến sinh khởi, chấp vào đó sinh vào địa ngục thì không có gì để mà bàn nữa. Nhưng mà nếu như một người làm 10 điều ác nhưng mà nhờ vào đức thân hoài mạng chung, một chánh kiến khởi lên mà người ấy hoan hỷ về chánh kiến ấy, người ấy sinh lên cõi trời. Thưa quý thầy cô, ở đây như tôi thường hỏi về quý thầy cô, ở đây chúng ta có thường làm việc ác không? Nhưng mà có đã làm việc ác chưa? Có không? Mà làm việc ác chắc chẳng mà phải tạo, phải nhận quả ác thì tu có lợi ích gì không? Cho nên thưa quý thầy cô, quá khứ ngày hôm qua mình có thể có nhiều sai lầm, giống như là người làm người ấy việc ác. Nhưng bây giờ chúng ta nhờ Phật Pháp, tôi chúng ta chánh kiến thay đổi, ta sẽ thay đổi mình trở thành một con người mới. Hà, cái này là thiền nói là gì? Buông đao đồ tể thì quay đầu làm Phật. Phỏng gì? Phỏng hà đồ đao, lập đĩa thành Phật. Cái này là cái đặc biệt của đạo Phật. Và trong cái giáo lý của đạo Phật, trong con mắt của Đức Phật, không hề có người nào là không thể giải thoát. Đừng mặc cảm quá khứ, đừng sợ hãi quá khứ mình đã sai lầm gì. Mà quan trọng là bây giờ chúng ta phải làm thế nào để nỗ lực làm những cái nghiệp trong hiện tại, để khi thân ngoài mạng chúng mà có một cái chánh kiến khởi lên để sanh lên chư thiên. Cho nên cái nghiệp, 2 nghiệp đầu tiên, nó để cho chúng ta biết rằng là không có người nào là người bỏ đi, không có người nào là người không thể tu tập được, chỉ trừ trường hợp là chúng ta không muốn tu tập và không muốn cải tạo. Đó là cái điều cực kỳ quan trọng. Và vì vấn đề này cho nên mới có những cái trường cải tạo nhân phẩm. Vì cái này có vấn đề này cho nên mới có giáo dục để thay đổi cái bản chất con người. Đó là cái bước thứ nhất quan trọng. Bước thứ hai, người làm 10 điều thiện, có nhiều người làm việc thiện, ý là việc thiện, chấp chặt việc thiện, ngã mạng sinh khởi, và người đó khi thân ngoài mạng chúng do cái tà kiến đó mà sinh vào địa ngục. Cho nên đừng nghĩ rằng mình tu đủ rồi không cần nữa chắc chắn sinh thiên, đừng suy nghĩ như rửa mà xuống địa ngục. Chúng thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác từ hữu dư. Suốt đời làm thiện vẫn chưa đầy đủ, một ngày làm ác thì đã thấy dư thừa. Cho nên cái điều thứ ba là giáo dục chúng ta đừng bao giờ ỷ lại những cái thiện nghiệp chúng ta đã tạo, đừng bao giờ ỷ lại cái thân thể của chúng ta đang có, mà luôn luôn phải biết rằng là gì, luôn làm việc thiện để khi chúng ta mất, để khi chúng ta chuyển hóa, chúng ta không bị cái tư tưởng đó nó ảnh hưởng đến cái đời sau của chúng ta. Nhớ quý thầy cô, đôi khi quý thầy cô biết là chúng ta làm được việc gì, chúng ta ỷ lại, chúng ta chấp chặt như vậy, và do chấp chặt ỷ lại cho nên chúng ta sẽ dừng lại ở đó. Mà nói trong theo kinh điển gọi là gì, ngạ màng ở đâu, ngào màng ở đâu thì dừng chân ở đó. Cái ngạ màng của chúng ta, cái chấp thủ chúng ta nó nhấn chìm ngay khi mà chúng ta khởi tâm đó lên. Đây là 10 điều thiện mà ỷ lại. Và cái điều thứ tư là dễ rồi đúng không? Người làm điều thiện, và như thế khi mà thân hoài bằng chúng chánh kiến khởi thì người ấy sanh về chư thiên. Đây là cái giáo lý đặc biệt của đạo Phật. Vừa giáo dục những người sống hiền thiện, không đến buông bỏ, không đến ỷ lại, và vừa khích lệ giáo dục người bất thiện, đừng chán nản, đừng sợ hãi, đừng mặc cảm, đừng thấy mình bỏ đi, mà nỗ lực giờ nào, mọi nỗ lực đều có giá trị. Bất cứ nỗ lực nào của quý thầy cô ngày hôm nay, ngày mai nó sẽ đơm bông kết trái. Nhớ như thế. Đó là cái lý do vì sao thưa quý thầy cô. Quý thầy cô về coi lại cái, đọc lại cái phần cuối nha.
cái phần mà chúng tôi có được việc không đó. À, chỉ nói một chút là vào lúc thân hoài mạng chúng mà nếu tà kiến khởi lên chấp chặt thì sẽ sinh vào địa ngục. Vào lúc thân hoài mạng chúng mà chánh kiến khởi lên thì sẽ sinh vào chư thiên. Bây giờ chúng ta kết luận nghiệp của Phật giáo gồm có một số kết luận sau. Thứ nhất, định lý của nghiệp đem lại sự hy vọng, sự nhận thức trách nhiệm và sự can đảm tinh thần cho một người Phật tử. Đúng hay sai? Nhờ hiểu cái này cho nên đem đến chúng ta phải chúng ta trách nhiệm với những việc chúng ta làm. Không đổ thừa cho ai cả, vì thầy, vì bà, vì ông, vì chị gì cả, mà vì là gì? Trách nhiệm cá nhân. Nhận thức được và đem lại hy vọng mới cho chúng ta, đem lại từ tín cho chúng ta, đang là sự can đảm chúng ta. Cái định lý thứ, nghĩa thứ hai của nghiệp Phật giáo đó là gì? Định lý nghiệp cho phép mình tự xây dựng đời sống sau của mình, tương lai nằm trong cái lòng bàn tay của mỗi người. Nghiệp giáo cho mình xây dựng một cái nhà, và cái nhà này nó nằm trong bàn tay của mình. Quý thầy cô biết ông ấy hoặc công giờ ông có một cái ví dụ rất là hay. Ông này tôi nói rất nhiều và tôi rất phục ông này. Phải nói là học giả Tây Phương, ông này cư sĩ rồi mà ông phải đáng để mình cúi đầu. Ông nói thế này, Đức Phật như là một người thợ xây, thợ xây nhà. Và khi Ngài xây cái nhà thì Ngài chỉ chọn những cái chất liệu nào thật tốt Ngài mới đưa vào xây ngôi nhà của Ngài. Những chất liệu nào xấu Ngài đều loại ra cả. Và cái nhà của Ngài là Ngài giải thoát. Những chất liệu tốt đẹp đó là giới định tuệ. Những chất liệu tốt đẹp là vô tham và vô sân vô si. Những cái chất liệu xấu là những chất liệu tạo ra nghiệp, Ngài đã loại ra cả. Nhưng bây giờ đệ tử của Đức Phật cũng đi theo con đường để xây dựng. Nhưng mà những thứ gì mà người cha mình vất đi thì bây giờ con cái lượm vô tốt. Cái hay vô cùng. Chúng ta đang xây dựng cái nhà giải thoát bằng thị phi, bằng ngụ, bằng gì? Tài danh sắc thực thủy, bằng hơn thua, bằng số một, bằng túi này túi nọ. Và cái này Đức Phật đã quăng hết, Đức Phật bảo quăng hết. Cho nên quý thầy có nhớ cái thứ hai, tương lai của chúng ta nằm trong cái nhà của ta, chúng ta nằm trong bàn tay của chúng ta, đời sống ra của mình. Thứ ba, tín tưởng định lý nghiệp giúp cho người ta sống không cầu xin ai để được an vui hạnh phúc. Bữa nay bớt cầu xin đi, học Phật xong rồi là cầu ai cả, cầu mình thôi. Từ tín, không có cái tinh thần tha lực cầu vào người khác, và từ tín vào chính mình, tạo và bằng cách để tạo cho mình một nếp sống hướng thượng cho tự thân. Quý thầy cô đừng ý lại là cuộc sống quý thầy cô còn dài, mình còn trẻ. Ông Viên Trí ông U60 rồi, ông lo đi. Còn mình mới U20, 30, không có đâu. Thì nhật dị quá, vô thường nó đến, không biết đường nào mà mò. Cho nên bây giờ quý thầy cô là gì? Phải giác tỉnh cái đó. Phải làm gì? Tạo cho mình một cái đẹp sống hướng thường trong hàng ngày. Đừng để cái thời gian nó qua đi phí. Khi thời gian nó qua đi tìm lại không có đâu. Quý thầy cô mới vô đây chưa gì đã gần 4 tháng rồi phải không? Hết học kỳ rồi. Và sắp tới là xây qua cái là Tết qua. Tết cả là bắt đầu gì? Vô học kỳ 2, học thi xong thời gian, bắt đầu học kỳ 3, học kỳ 4. Sau đó sau mới cháu ra trường rồi à? Tiếc vô cùng quý thầy cô, đừng phí thời gian. Hãy làm thế nào để tạo dựng cho đời sống mình mỗi ngày mỗi hưởng thưởng khi hiểu giáo lý của nghiệp, vì nó nằm trong bàn tay quý thầy cô. Niềm tin vững chắc về định lý nghiệp, niềm tin vững chắc và định lý nghiệp sách tận cuộc sống của hành giả, làm cho cái đời sống chúng ta nói gì? Lạc quan yêu đời. Khi hiểu được cái giáo lý đạo Phật là không còn bi quan yểm thế, không xin xỏ ai cả, không chạy vầy ai cả, không có bẩm sao bẩm hàng gì hết. Cách đây mấy hôm tôi có người đệ tử bên miệng nói, thưa sư phụ, con năm nay tuổi sau tuổi trong chắc xui. Tôi nói tuổi gì con? Nói con tuổi nó. Tôi nói sao con gì? Nói con sao con? Tôi nói chắc con sao quả tà. Tôi nói hoàn toàn tôi không tin. Cách đây mấy hôm là điện viên nói con buồn, con nói sư phụ không tin, năm này con bị biển buồn bạn
rồi nó phiền não, tôi nói làm sao, nói lý nguyên do tôi nghe thử, là bởi vì người này nói khen con, người kia là đủ thứ. Tôi nói cái đó là do con kẻ cột cột đá vào trong người con cho nghiệp lực cái gì sáo sáo xiết cái gì đâu, do mình đem vào đường rác vào đường mà quẹt vào trong nhà mình kêu nhà mình dơ. Vì thế có khi nào quẹt nhà quẹt rác vào nhà không? Ráng nghe ba cái chuyện tao lao xịt bột ngoài đường á, nghe tao nói xấu đó, nói tâm bày em bà quẹt với tới đây nào, sau bữa nay sao tôi phiền não quá, có không? Cái này là gì? Quẹt rác ngoài đường, vô trong nhà từ tháng lá, dơ. Nghiệp người ta đang nghiệp, người ta tạo tâm lâm tự nhiên mình về nói, ui sao buồn quá, sao thấy người thế này. Dính dáng như tên mình. Vì không hiểu được cái nghiệp lực của Đạo Phật. Lòng tin vào nghiệp. Niềm tin vững chắc và định liền nghiệp sắc tận cuộc sống chúng ta, làm chúng ta yệt lạc quán yêu đời, bởi vì ta là chủ nhân của ta. Ta là thượng đế của ta. Ta là Phật của ta. Lòng tin tưởng vào nghiệp khích lệ chúng ta làm điều tốt cho mình và cho người. Đây, đây là cái mục tiêu. Lòng tin tưởng về nghiệp nó khích lệ cho mình làm tốt cho mình và làm tốt cho đời. Đời sống cá nhân dần dần trở nên tốt đẹp và tiến dần đến giải thoát. Giải thoát chẳng phải giải thốt đấy. Trong này khi mà chuyện phong nó ra như rửa. Đó là kết luận về nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết nghiệp nào ảnh hưởng đến việc tái sinh nhiều nhất. Nhảy giờ giải thích rồi. Ai nói được nghiệp nào ảnh hưởng đến tái sinh? Tập quán nghiệp. Trong đó có một phần của tích lũy nghiệp. Nhưng mà cái tập quán nghiệp là cái mà nó chi phối nhiều nhất ở cái vấn đề thọ thai của chúng ta. Đó là câu hỏi thứ 6 mà trong phần đầu tôi giải thích. Bây giờ câu hỏi thứ 7. Thông thường tập quán nghiệp nào mạnh nhất sẽ là nhân tố quyết định cái xứ sở tái sinh của mình. Cái đó là rõ ràng phải không? Nhưng mà ở đây không thể hỏi cái gì đi đầu thai. Ai tạo nghiệp, ai gặt quả. Trong kinh nói là không có người tạo, người gặt quả. Tác ý là động cơ xuất phát. Ở đây là tác ý. Cái xe tana. Tác ý làm động cơ xuất phát được biểu hiện qua thân khẩu ý. Do vậy ý là kẻ tạo nghiệp thọ cảm thọ quả báo. Như vậy bây giờ kết luận cho một điều mà quý vị trăn trở quay quắt, đó là gì? Cái gì sẽ đầu thai, cái gì sẽ giải thoát giác ngộ, cái đó là gì? Ý nghiệp của chúng ta, cái nghiệp lực của chúng ta, đó là những việc làm mà gọi là gì? Có tác ý của chúng ta. Và ở đây không hề có một thần thức linh hồn hay ngã nào cả, nhưng mà có một năng lượng tâm lý, có một cái nghiệp cảm, và tất cả những cái đó là cái mà chúng ta đang nói từ đầu giờ đến cuối giờ. Có ai hỏi chi không về bài giáo lý nghiệp? Đi vào bài ngũ uẩn. Ngũ uẩn có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tăng ni sinh hiểu gì về ngũ uẩn? Hay ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là gì? Dễ quá ha. Ngũ uẩn là gì thì cần phải nói cái gì? Định nghĩa cái gì? Thứ nhất, định nghĩa là ngũ uẩn là gì? Pancha Khanda. Thấy không? Tạo dịch là ngũ uẩn hay ngũ ấm. Ngủ uống, ai chủ trương dịch là ngủ uống? Ai chủ trương là dịch là ngủ ấm? Vì sao gọi là ngủ uống? Do thử sinh có. Có không? Cái đó là của Huyền Trang. Đúng không? Ấm là che, uống là nhóm. Và trong cái ngủ uống của Huyền Trang gồm có do thử sinh có. Gì? Thuộc ư, thử có, năng sinh, thử có. Đúng không? Đó là mới định nghĩa tổng quát về năm uẩn. Rồi, thế nào là sắc,
thọ, tưởng, hành, thức. Phải không? Nội dung của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái đó là năm uẩn. Hiểu không? Và nếu ai giỏi nữa thì sự vận hành của năm uẩn. Vấn đề thì vấn đề tôi nói, con mấy người muốn việc chi viết? Tôi đâu có bắt mấy người việc đâu. Cái thông minh của mình là biết 1 giờ 30 phút thì chia thành 2 câu, 1 câu 45 phút. Và trước khi làm mình gạch đầu dòng những phần trong, mà gạch trong giấy nháp ngay chứ đừng viết vào trong này, là dàn bài đó. Dàn bài gồm có ngũ uẩn, định nghĩa ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, rồi bắt đầu là kết luận, rồi bắt hết. Có người vừa rồi viết cái tôi nữa đó. Sao mà tôi cho điểm được trời? Cái dàn bài là mình viết nó gì nháp á, điểm gì? Mình viết không bị lạc đề. Mình có cái thống nhất. Vậy cái phần thứ nhất là gì? Ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Thứ hai, câu hỏi thứ hai. Làm sao để tu tập giáo lý ngũ uẩn? Hay là ứng dụng giáo lý ngũ uẩn vào trong cuộc sống? Có Phật tu chưa? Phật tu trong làm sao ứng dụng giáo lý vào trong cuộc sống? Quán sắc vô thường, quán thọ vô thường, quán tưởng vô thường, quán hành vô thường, quán thức vô thường. Và quán thế này là ngũ uẩn, bắt đầu là quán theo pháp cũ, quán theo tạp a hàm, quán theo hòa nghiêm, rồi quán theo gì nữa? Kim cang, rồi quán theo bát nhã. Đúng không? Nhiều gì nhiều, có chục câu đó nhưng mấy nhiêu. Ngũ uẩn. Rồi chưa? Thôi ngũ uẩn chân đoạn được, tha cho mấy phần kia. Mấy phần kia hơi khó. Hai phần đó móng làm được thì còn nước là gì? Bỏ tay chậm con. Câu thứ hai, à, câu bài thứ bài, bài Dương Khởi. Thế nào gọi là Dương Khởi? Hay là Dương Khởi là gì? Dương Khởi là gì? Dương Khởi là Dương Khởi. Rồi xong. Vô việc là về là vừa rồi, nghỉ ngơi khỏe. Dương Khởi đầu tiên mình phải nói một câu cho ra đại học là gì? Dù Như Lai có tồn tại hay không tồn tại thì các pháp đã như thế, tẩm như thế chẳng rồi. Cái đó gọi là các pháp do duyên mà nó sanh. Duyên khởi là gì? Duyên khởi là từ dịch nghĩa của Pratyaya Samuppada. Pratyaya là gì? Samuppada là gì? Định lý ngắn gọn của duyên khởi là gì? Do cái này còn mặt, cái kia còn mặt, cái không còn mặt, cái kia không còn mặt, cái sẽ sanh, cái kia sanh, và cái này và cái kia diệt. Đúng không? Quá, wow, có bao nhiêu chữ đó, tôi nãy giờ tôi đọc 3, 2, 2, chưa tới 2, 2, 30 giây nữa, xong rồi. Rồi bắt đầu là gì? Có nhiều dình, có nhiều cái định dạng duyên khởi, còn có 5, 8, 10, 23 và 12 chi phần duyên khởi. Nhưng mà cái chi phần mà Đức Phật thường đề cập nhất là 12 chi phần, gồm có vô minh là gì? Vô minh là gì? Vô minh là không hiểu rõ tự đế. Hành là gì? Thức là gì? Danh sắc là gì? Lục nhập là gì? Xúc là gì? Vân vân. Phải không? Duyên khởi là gì? Câu thứ hai của duyên khởi đó là giải thích các khái niệm về duyên khởi. Có bao nhiêu khái niệm? 4 khái niệm về duyên khởi. Đó là gì? Nghiệp cảm duyên khởi. À. Đó gì? A lại gia, chân như và pháp giới. Nhưng mà trước khi mà nói đến pháp giới duyên khởi, chân duyên khởi thì chúng ta phải định nghĩa duyên khởi. Nhớ không? Đấy đại học mà, chứ đâu phải là tiểu học đâu mà trả lời ABC vậy được. Vô phải nói duyên khởi là gì? Duyên khởi là cũng định nghĩa, cũng có 12 chi phần nhân duyên theo cái truyền thống. Tuy nhiên theo dòng thời gian thì cái giáo lý duyên khởi này được các vị
là phát triển thành bốn cái luận cứ. Luận cứ thứ nhất, luận cứ thứ hai, luận cứ thứ ba, luận cứ thứ tư. Ba luận cứ đầu. Luận cứ đầu tiên là gì? Giải thích gì? Tại sao vấn đề sinh hóa nó vận hành. Cái thứ hai là giải thích vì sao nghiệp cảm nó có mặt. Giải thích thứ ba là vì sao ai là giá nhân khởi có mặt. Đúng không? Nhưng mà tất cả bao gồm trong pháp giới nhân khởi. Phải không thầy? Rõ quá chứ phải không? Dễ như ăn ớt phải không? Ăn ớt cay mà ngon. Ăn cái gì mà có kích thích mà ngon. Chứ ăn mà không kích thích không ngon phải không ngon? Người thì ăn thích. Quý thầy cô nghĩ ăn mà không kích thích ngon hay dở? Cô thích cái mùi gì, mong mộng gì? Người nào nó thích ăn dừa, thích cái thích ngọt. Hả? Nếu mà không ghét ngọt thì sẽ thích chua. Mà ghét chua thì thích cay, ghét cay thì thích đắng. Thế nó có cái thích thôi à. Bây giờ câu thứ ba trong cái này. Vô ngã là gì? Giải thích giáo pháp vô ngã. Tất nhiên câu hỏi là tôi ra để tôi có ôn tập cho quý thầy cô là như vậy. Nhưng mà khi vào trong câu hỏi tôi về tôi suy nghĩ để tôi ra thì quý thầy cô biết rằng là không phải như thế này. Nhưng mà nội hàm nó như thế này. Đọc câu hỏi cho kỹ nha, đừng có vội vàng. Cần phải đọc câu hỏi có chìa khóa. Vì nhiên không lẽ về tôi ra như thế này, tôi ôn tập như thế này, tôi ra như thế này thì người ta cười tôi chết. Không biết trí gì ngồi dễ dại quá phải không? Nội... Một câu hỏi của tôi mà ra luôn luôn mang tính triết lý. Quý thầy cô nhớ, không có đơn giản đâu. Và đọc đề cho kỹ cũng thôi, lạc đề. Khi vừa rồi có một vài thầy mà chắc là lạc đề cho nên mình liệt điểm yếu. Có nhiều thầy học rất ngoan nhưng mà rồi có lẽ là không nắm được vấn đề cho nên việc không trúng thôi. Chứ không phải là hoàn toàn ai mà không điểm thấp là dở đâu. Có nhiều người ta bị lạc đề. Có hôm nào vừa rồi tôi lên tôi dạy có một cái bài giáo. Của Phật tử này là bài giáo năm nay 70 tuổi. Học Phật học. Kỳ này kỳ lập Phật học này, kỳ này đào tạo từ sáng có rất nhiều nhân vật rất là đặc biệt. Trong đó có một cái anh gọi là Bùi Đại Nghĩa, biết không? Học rất, anh đã đọc rất là ngoan mà rất là dễ thương. Và rất nhiều giới trí thức. Bà và nhà giáo bà nói thế này, thầy ơi thầy vừa rồi con làm bài thầy, con làm việc vô dạy nháp, xong đến lúc con việc vô bắt đầu con liệt vô bệt chứ. Con việc không được bao nhiêu cả, việc có mấy câu mà thầy tha lỗi. Tại đó là làm dạy nhạp, mà làm vô dạy nhạp xong đến lúc bắt đầu việc vô bài thiệt, con hết giờ quá, dài được cái thức đó. Mà bà giáo đó, một việc cẩn thận thôi, phải không? Cho nên có nhiều cái mà dễ thương như vậy đó. Mà lên thủ thiệt là người nhà giáo. Nên cảm ơn rồi, cảm ơn người dạy rồi, cảm ơn lên cảm ơn tôi rồi đi rồi. Nhưng mà thủ thiệt là kia rồi, ba điểm có. Vì lý do là bởi vì việc vô dạy nhạp đến lúc bắt đầu việc vô bóng còn giờ nữa. Mà giả nộp dạy nhạp thì không dầm nộp, ai chịu nhận. Cực vậy. Cho nên quý thầy cô nhớ cẩn thận nhé. Câu thứ ba là gì? Tăng ni sinh hiểu gì về vô ngã, phải không? Tại sao là vô ngã trong này ta có bao nhiêu nghĩa? Bốn nghĩa. Và phần thứ năm là cái phần giải thích về cái đó, đúng không? Không phải việc bốn nghĩa không nghe, lập luận cho ra nghe. Đó là câu thứ mấy rồi? Tổng cộng nãy giờ là mấy câu rồi? Năm câu phải không? Năm câu, còn ba câu nữa. Nghiệp là gì? Nghiệp là gì? Hãy nói về những tính chất và đặc và sức mạnh của nghiệp. Đó là câu thứ nhất. Nghiệp là gì? Đặc tính và sức mạnh của nghiệp. Câu thứ hai. Phân tích các loài nghiệp. Phân tích chi tiết các loài nghiệp. Và câu cuối cùng. Chẳng ngồi lắc đầu đau khổ. Bớt gì bớt, hôm nay còn tuần sau này, đặng lý tuần sau ông học mà cho nghỉ, không bớt gì nữa. Câu cuối cùng, đó là phân tích các loại nghiệp. Quý thầy cô nhớ là chúng ta có nhiều, nhưng mà chúng ta phân tích những cái phần nào mà cần phân tích ha.
Ví dụ những cái nghiệp nào mà quý thầy cô nghĩ đơn giản thì chỉ cần liệt kê nó ra thôi. Còn phần nào mà nó quan trọng á, quý thầy cô nghĩ là quan trọng, là chi phối đến quý thầy cô. Vấn đề ở đây tôi chỉ đặt một vấn đề, tôi vẫn nói lúc nào tới, đó là qua cái bài viết quý thầy cô mà tôi biết quý thầy cô có chuyển hóa trong cuộc sống quý thầy cô. Đó là điều mà tôi cần thiết nhất. Ví dụ như về cái nghiệp theo sức mạnh, nghiệp theo công tác, đó là hai cái loại nghiệp rất quan trọng. Và nghiệp theo sức mạnh đó là cộng tự nghiệp, cần tự nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cực trọng nghiệp. Cái đó quý thầy cô có thể đưa ra những ví dụ. Và trong đó nó có 6 loại thì quý thầy cô có thể là học. Nhưng mà khi tôi ra thì chưa chắc tôi ra 6 loại. Tôi ra thì chung chung thế này, nhưng mà đến lúc tôi ra đi vào cụ thể thì nó sẽ là trong phạm trù nào đó thôi. Chứ bởi vì 6 loại nó dài thường thường thì sao biết cho kịp. Nhưng mà nếu như mà quý thầy cô chỉ học tụ đến lúc tập cái chỗ mà tụ cái lăng đe nhau thở không ra hơi. Mà nhiều người thở, nhiều người đoạn bài tôi là chạy lên chạy xuống, tôi nói cho biết không ai đoạn bài tôi nói đâu. Câu cuối cùng, giải thích ý nghĩa của bài kinh Đại Nghiệp và Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Tiểu Nghiệp Phân Biệt là nói về cái khung hình nhân quả của nghiệp, và Đại Nghiệp Phân Biệt là nói về sự thù thắng ví diệu của cái tư tâm sở. Hiểu không? Khó cái gì? Tôi đưa cho quý thầy cô cả một trang tiểu nghiệp phân biệt mà tôi chỉ phân biệt, phân tích có 3-4 phần thôi. Mục tiêu là làm gì? Để nói rằng có cái khung hình về nhân quả. Nhưng mà khung hình đó chỉ mang tính là gì? Để giáo dục. Để cho thầy. Còn cái vấn đề tác động một khung hình đó là nó đi vào cái chỗ là gì? Tu tập. Đó là những gì mà chúng ta hôm nay trao đổi, chia sẻ. Bây giờ quý thầy cô xem thử cần hỏi gì, chuẩn bị cho kỳ thi cho tốt. Tôi rất muốn là kỳ này tất cả đều qua cả. Đó là hạnh phúc nhất của tôi. Nhưng mà kỳ rồi quý thầy cô biết là khi thấy kết quả như vậy, có nhiều người đến chúc mừng tôi. Thầy ơi, kỳ này học trò thầy rất ít. Nam Mô Phật. Thưa thầy, con hỏi một chút về cái bài nghiệp vừa rồi. Lúc nãy khi thầy nói là bậc thánh khi đã giác ngộ giải thoát thì nằm ngoài cái sự mà nghiệp báo. Như thế thì như cái trường hợp mà Đức Phật bị cái nạn kim thương mã mạch, hay là Ngài Mục Kiên Liên bị ngoại đạo đánh như xương, thì những trường hợp này mình nên giải thích như thế nào thưa thầy? Ngài Mục Kiên Liên á, là quý thầy có biết là Ngài có lục thông, biết không nào? Ngài có lục thông. Và những cái vấn đề mà Ngài muốn xử trí đối với những cái lực tác động ngược lại với Ngài không phải là khó. Nhưng mà một con người giải thoát rồi mà khi sự việc nó đến á, với một cái người á, ta thấy cái đó là giống tự nhiên, nhân quả. Vì bây tôi giải thích với thầy một chút, tôi đem một cái chuyện khác ra để tôi giải thích cho chuyện của là một cái liên. Ngài Đề Bà Đạt Đa lúc mà Ngài mất đó, Ngài mà 100 tuổi thì Ngài bị đọa xuống địa ngục. Và Ngài ở dưới địa ngục thì Ngài Mục Kiên Liên và Ngài Xá Phật đến thăm. Nói Thế Tôn gửi lời là đồng viên tôn giả. Ngài Đề Bà Đạt Đa nói nhờ hai tôn giả về thứ về Thế Tôn giùm. Mặc dầu Đề Bà Đạt Đa đang ở tại địa ngục nhưng mà tâm đang ở tứ thiền. Hiểu không con? Cho nên khi mà hằng bây giờ thầy đưa ra ví dụ thầy là thế này. Thầy bây giờ cái thân thầy đang bệnh tật thế này. Nhưng thầy không hề thấy khổ. Bởi vì cái này là cái tất yếu. Và thầy không có cái gì để phân vân về này. Thì Ngài Mục Kiên Liên, Ngài biết rằng là bây giờ Ngài có phản ứng á, thì Ngài cũng đã quyết định nhập Niết Bàn. Mà Ngài cũng không phản ứng á, thì Ngài cũng đã nhập Niết Bàn. Cho nên vấn đề nhập Niết Bàn của Ngài đó là cái vấn đề Ngài đã thưa trước với Thế Tôn. Vì có hai Ngài đệ tử. Đấy là cái pháp truyền thống. Mà các ngài đại đệ tử họ không muốn bao giờ nhập Niết Bàn sau quý Đức Phật hết. Họ không thích. Hay nói khác là họ không muốn nhìn cảnh đó. Bậc thánh mà có những cái nguyện. Cho nên là Ngài Mục Kiên khi mà được Đức Phật và sau sự nhập Niết Bàn là một ngày Xá Lợi Phất đi trước. Bạch Thế Tôn cho con về nhập Niết Bàn tại nơi con sinh. Ngài về Ngài đổ cho mẹ Ngài. Và Ngài Mục Kiên Liên Ngài cũng khi mà như thế là Ngài Mục Kiên Liên Ngài cũng nhập diệt. Và thời điểm đó trước thời đó thì Ngài biết rằng những cái dữ bảo gì con thì Ngài để cho nó tự nhiên nó đến. Và Ngài chấp nhận là một cách thoải mái. Và không có cái gì ở đây nhân quả cả. Mà Ngài xem như gì? À, nói giống như là
bữa thiền sư mình nói là khi mà vô thường nó đến cái ngủ uống này thì giống như ngọn gió bay qua thôi. Còn người thiền sư người ta không bị vấn bận về chuyện đó. Có nhớ cái bên kia đó không? Thì Mục Kiền Liên lúc này á, là ngài chấp nhận là ngài để cho mọi thứ giống như là để trả cho người ta thỏa mãn vậy thôi. Và trước khi ngài ra đi, ngài không để lại một cái ấn quán gì với người khác nữa, biết không? Còn nếu như ngài phản ứng thì tiếp tục cái thù hằn nó sinh ra được. Và nếu ngài tiếp tục thì ngài có phản ứng thì ngài vẫn phải, ngài vẫn đã tiếp tục, ngài xin lỗi, ngài vẫn là quyết định nhập diệt rồi. Không có quan trọng gì với ngài, vì lúc đó đánh với ngài cũng chẳng có cái vấn đề gì. Nhưng mà ngoài cái hiện tượng tâm lý, chúng ta thấy rằng là nó có đau khổ với chúng ta, nó còn sinh tử, còn chấp thủ. Với những cái ngài mà ngủ uống là dai không rồi thì có cái gì đâu mà chấp thủ, phải không? Cho nên cái chỗ này có nhớ thì đây là lúc đó là ngài hoàn toàn là vô lầu rồi, cái ngài không còn cái dựng dạng như nữa. Còn nếu lúc đó mà còn tính toán, mà còn gọi là đắn đo về phản ứng thì cái tâm nó còn hữu lầu, mà tâm còn hữu lầu thì nó còn lưu chuyển. Mà lúc đó các con biết là ngài đã chứng A La Hán rồi. Cho nên cái chỗ A La Hán này thể hiện bằng cái tâm là tự tại, không có vấn đề gì cả nhá. Đồng ý không? Bởi vì chỗ này là cái chỗ mà bậc thánh người ta đã thể hiện ra rồi, người ta hẳn tự tài được sinh tử và không có cái gì. Mà cái mục tiêu, cái chỗ này theo thầy nghĩ là ngài không muốn để lại cái khó, cái hận thù trong những cái tâm của người mà ngài gieo ra. Bởi vì cái quả của ngài là có việc khi mà Đức Phật đi hoằng hóa những nơi nào mà khó khăn, Mục Kiền Liên đi trước làm gì? Để dẹp loạn. Hai người mà hy sinh cho Đức Phật, gọi là hỗ trợ cho Đức Phật tối đa trong một điều hoằng pháp, nếu không có hai vị này thì Đức Phật rất khó để mà chuyển dương cái giáo pháp. Đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Lúc nào hai vị đã cùng tiên phong. Nếu như mà đến để mà đấu khẩu về vấn đề, để mà gọi là gì, dẹp loạn về mặt trí tuệ đó, về mặt mà biện luận đó, thì ngài Xá Lợi Phất đi. Nhưng mà đi để mà dẹp loạn những cái loạn mà thân thống á, thì ngài Mục Kiền Liên ngài đi. Và do vì những việc làm ngài Mục Kiền Liên như vậy, cho nên ngài nhiều người oán hận ngài, cũng giống như là Angulimala đó. Angulimala con thấy khi mà ngài bị ngài lúc mà ngài đi tu về ngoài đạo thì ngài tạo ra những nghiệp. Đến lúc mà ngài đi khất thực, nhiều người xách đá xách đồ quăng ngài, rồi làm cho ngài chạy máu. Có nhiều bữa ngài về bình bạc đánh cho tan sạc luôn, không có gì. Mà ngài vẫn hoan hỷ, bởi vì sao? Ngài biết rằng đó là cái dư bảo và không có hề có cái gì cả. Còn khi mà ngài xả bảo thân rồi thì lúc đó là nó không dính dáng gì vấn đề giải thoát của ngài. Và chỗ này hỏi tại sao thì cái đó là bất khả tư nghị, bốn cái chỗ mà tư duy không đặt chân đến được. Và thầy đặt ngang đó tới đó là hết sức rồi đó con. Ai có câu hỏi gì nữa không? Tài liệu về rồi, ai lấy tài liệu về phát cho lớp? Có đấy rồi con. Ai chơi động tiền thì động nữa. Quý thầy, con. Dạ bố vợ con, thưa thầy, con có chỗ thắc mắc là cái nghiệp theo sức mạnh á, thưa thầy. Cái ngũ nghịch đó thì không thể sám hối được. Còn qua bên kinh Đại Nghiệp thì thầy có nói là không có gì là muộn màng, tu thì có thể chuyển nghiệp. Vậy cái đó thì con giải thích như thế nào ạ? Cái ngũ nghịch nghiệp á là cái đó là trong kinh thầy đã nói rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ mà giống như mình có thể nói rằng là cái cây mà nó cắt tầng gốc rễ rồi, căn nguyên của nó thành nóng sống được. Thì khi mà tạo cái tầng ngũ nghịch tội á thì không thể sám hối mà phải chịu cái quả. Và chuyện đó là chuyện mắng phải thầy nói mà Phật nói. Còn những người mà sát sanh lấy của không cho, không phải là đoạn hoàn toàn nghiệp, không phải là cắt cái thiện nghiệp hoàn toàn, mà cái sát sanh lấy của không cho không đồng nghĩa với cái chủng nghiệp. Phải nhớ là thập sát sanh lấy của không cho, tà dâm, nội dối, nội hai lửa, nội lời độc ác, tham sân tà kiến, cái đó không đồng nghĩa với là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phò hợp tăng. Con nghĩ hai tội nó khác nhau hay con? Cho nên khi mình phạm vào những lỗi kia thì mình vẫn có thể nhờ cái thiền duyên mà mình gợi tránh kiến thì là được. Còn khi mà phạm vào nắm cái ngũ nghịch nghiệp đó là dứt khoát là đọa địa ngục. Vì thầy hỏi rằng con hỏi thầy tại sao thầy đã nói từ trước đây là cái định lý, và hỏi thầy tại sao thì thầy sẽ nói là tài pháp nói như vậy và Phật dạy như vậy. Và chỗ này hoàn toàn thầy không thể giải thích hơn được. Nhưng mà chỗ này thầy vẫn nói về con, cái giết cha giết mẹ nó khác với giết người. Nhớ nhớ rồi. Nếu như cái tội mà giết cha giết mẹ, xã hội này người ta cũng tử hình. Nhưng mà tội giết người ta có thể 50 năm tù giam, 20-30 năm tù giam, 50 năm tù giam, tùy cái động cơ giết và tùy cái cách mà giết nữa. Còn giết cha giết mẹ là dứt khoát nó đưa vào cái tội gì? Tử hình đấy. Vì cái đó là cái không thể chấp nhận được.
cái đúng lý đạo đức xã hội ta không chấp nhận được. Và trong cái giáo lý của Đức Phật thì Đức Phật nói đây là cái điều bất khả tư nghi con, không thể tư duy được. Nhưng mà chỉ có một điều ở đây, đó là hãy nhớ thế này, ngồi xuống. Khi mà vận thầy vận nói lại, cái tập quán nghiệp là cái quan trọng cực kỳ, nó chi phối cần tự nghiệp. Cho nên khi một người mà làm 10 ác nghiệp để cần tự nghiệp mà có được cái nhân duyên thiện như vậy là cũng chuyện hy hữu chứ không phải dễ đâu. Mà trong này Đức Phật nói là giống như một con rùa đó, nó bơi đến biển cả mà có cái tấm gỗ, nó cứ đánh qua đánh lại trong đó có một cái lỗ. Và cái biển đại dương như vậy, con rùa béo như vậy, có tấm gỗ đéo như vậy, và hàng năm năm như vậy mà có một lần con rùa nó đùng trúng tấm gỗ và đưa cái cổ vô được ấy tấm gỗ, thì những cái ánh mà tạo 10 ác nghiệp á, nó cũng giống như là con rùa mà bơi ở trên biển, giống như tấm gỗ mà bơi như vậy mà đến lúc đùng được thì có biết là gì, một sự kiện hy hữu. Tuy nhiên nói như vậy để biết rằng là chúng ta vẫn có quyền hy vọng, có quyền thay đổi được cái sự sống của chúng ta, mạng sống của chúng ta bằng những nghiệp mới. Chứ chúng ta không phải khi tạo ra một cái ác nghiệp nào đó chúng ta sợ hãi, chúng ta mặc cảm, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta dứt khoát đọa địa ngục, và từ đó chúng ta sống, chúng ta buông xả, buông bỏ, buông xuôi, đúng không? Do vậy ở chỗ này cái tính giáo dục là chính và rất cao. Để làm gì? Để mở ra con đường cho tất cả mọi người. Và đến với đạo Phật không có con đường nào, không có người nào là người bỏ đi, chỉ có người không chịu nỗ lực. Nghe con, cái này là cái tập quán nghiệp nghe, cái tập quán nghiệp là cần phải cẩn thận nghe. Và chỗ này cái tập quán nghiệp vẫn chi phối hoàn toàn, hiểu không? À, con hỏi thầy vì sao nữa thì thầy nói, à, Phật nói được rồi đấy. Vì chỗ ngụ nghịch nghiệp là bất lực, không làm gì được. Rồi, có một cô đưa tay. Đưa tay lên con. Dạ mô Phật, con thưa thầy giảng giùm con lại cái câu giải thích các khái niệm về duyên khởi, nghiệp cảm duyên khởi, con chưa có rõ. Nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi là giải thích về cái tại sao chúng ta sinh tử luân hồi. Hiểu không nào? Cái lý do tại sao chúng ta bị luân hồi sinh tử. Và cái nguyên nhân đưa đến sinh tử luân hồi đó là do cái gì? Do cái nghiệp. Mà nghiệp cảm đấy gì? Là hành động chúng ta làm. Hiểu không? Rõ không con? Cái đó là gì? Cái tác nghiệp của chúng ta là cái khởi nguồn cho cái sinh tử. Đúng rồi. Rõ không hề? Cho nên khi thầy dịch, khi thầy giảng nghiệp, thầy có xoay ngược lại cái nghiệp cảm. Nó là cái năng lượng tâm lý. Và năng lượng tâm lý đó nó tạo nên cái sinh tử luân hồi nếu như mà nó có ải thụ. Thầy nói rồi, hiểu chưa con, rõ chưa con, hay còn gì nữa không? Dạ thầy giảng thêm ba phần lại, ba cái khái niệm còn lại luôn. Trời ơi trời. Cái thứ hai là á lại gia duyên khởi. Á lại gia duyên khởi là gì? Á lại gia là giải thích vì sao mà cái nghiệp cảm này, tức là cái gì? Cái tác ý cái nghiệp cảm này sinh khởi. Cái nghiệp cảm này sinh khởi nó bắt nguồn từ cái, theo duy thức học là bắt nguồn từ cái á lại gia. Á lại gia là nơi chứa cái chủng tử, chứa những cái việc thiện ác, phải không nào? Cái gia lại gia duyên khởi là để giải thích tại sao cái nghiệp cảm duyên khởi nó sinh thành. Và nghiệp cảm nó sinh thành là nó tạo lên cái bản xét sinh tử luân hồi. Cái nghiệp cảm đó nó sinh khởi từ á lại gia. Và á lại gia này là cái thuyết thứ ba là nói á lại gia này là nó phát sinh từ chấn như. Và á lại gia này phát sinh từ chân như, đó là gì? Từ Phật tánh, từ Như Lai tạng, đúng không? Và tất cả cái này nó là bắt nguồn từ pháp giới duyên khởi. Mà pháp giới duyên khởi là gì? Là vô ngã. Đấy là bốn cái thuyết nhé. Và chúng ta biết cái vô ngã ở đây là, thầy nói lại một lần vô ngã, tất cả con lại lo. Vô ngã là không có một cái bản ngã trường tồn bất biến, nhưng mà vẫn có một cái năng lượng tâm lý, có một cái nghiệp lực nó đưa đến cái chi phối cái bánh bánh tre sanh hóa, phải không nào? Cho nên vô ngã của đạo Phật
không có nghĩa là không phục, không công nhận cái sự tồn tại của ác pháp. Nhưng tồn tại của ác pháp theo đạo Phật là do duyên sinh, mà không có một cái ngã tồn tại bất biến. Vì khi có một ngã tồn tại bất biến như thế thì cái đó nó không được thay đổi, mà không được thay đổi thì không có chuyện tu để giải thoát, để chuyển hóa nghiệp. Cái này về thiền quán nữa hí, thì cái này là cái khó. Nhưng mà trên cơ bản như thế để tư duy, cái bài duyên khởi và bài nghiệp và bài nói chung là những cái chủ đề chúng ta học, là những chủ đề mấu chốt của vấn đề Phật Pháp. Mấu chốt của vấn đề Phật Pháp mà quý thầy có đọc vào trong kinh luận gì đều phân tích những giáo lý này mà ra cả. Trong cái giáo, trong tất cả những bộ kinh bộ luận thì tiên phân tích tử đế, phân tích duyên khởi, phân tích vô ngã, phân tích ngũ uẩn và phân tích nghiệp. Mà hôm nay chúng ta chỉ học cả 40 tiết mà chúng ta biết hết rồi đấy. Dễ sợ quá ha. Mà mới biết ngôn ngữ chứ chưa biết cái nghĩa của nó. Thì bây giờ bắt đầu là gì? Quý thầy có biết là phải trầm tư. Về trầm tư, về sống. Tôi 50 năm mà bây giờ mới có thể là có những cái lạc quan, có những cái hỷ lạc khi mà đọc đến kinh Phật. 50 năm rồi quý thầy cô. Và quý thầy cô bây giờ là may mắn là đốt thời, chúng tôi đã đốt thời gian, đốt giai đoạn cho quý vị rồi. Vì tất cả những cái tài liệu này nếu mà từ quý thầy cô mà đi đọc á, thì quý thầy cô đọc 15 năm chưa biết đâu mà tìm nữa. Nhưng bây giờ chúng tôi đã sưu tập lại. Bây giờ tôi chỉ cho những nguồn gốc để đọc. Và về tư duy mà nhớ là gì? Hành thiền quán. Hành thiền nữa. Cái tuệ này chỉ có ra từ thiền thôi. Nhất là cái trí tuệ vô ngã không thể nói mà nó ra được, chỉ ngồi hơi quán mà nó ra thôi. Hằng ngày vì quán thân, quán sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã và thức vô ngã, tu cái đó. Và nhớ cái câu Bạc Nhã là gì? Ngũ uẩn giải không đồ nhất thiết khổ hết. Mà giải không thì bây giờ tôi nói mấy quý thầy cô cũng thấy có, chứ không phải không đâu, đúng không? Chỉ có cách ngồi mà thấy nó không thôi, đi vào thiền quán mà thấy không, chứ nói hoài là cứ có. Bởi vì cái có đối với cái không. Còn cái không của Bạc Nhã là không phải đối với có, không phải là cái không này, không phải là đối với cái không của cái có, mà không không hết. Không nào, không phủ nhận của không mà là không của Bạc Nhã. Về là ngồi thiền có thấy ai có câu hỏi nào nữa? Làm sao để tu tập giáo lý làm ổn hơn? Nó vừa nói xong bây hỏi làm sao nữa. Quán sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Vì sao sắc vô ngã? Vì sắc gió tử đại đất nước gió lửa nó tạo thành. Và cả bốn đại này nó tồn tại là gì? Nó tùy thuộc vào nhau. Một đại mất mà bốn đại không có. Vậy cái thân này có mặt là bởi vì do bốn đại nó có mặt. Bốn đại này nó không tương tại độc lập được. Và do vì không thấy nó không tồn tại độc lập cho nên nó không còn ngã. Do nó không còn ngã cho nên chúng ta chấp không chấp thân này là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Đúng không? Rõ chưa? Bữa nay mấy người này quản được đấy chứ. Không, cái này quý thầy cô phải nhớ là cái này quý thầy cô phải hằng ngày tư duy à. Quản. Về mặt lý thuyết là như thế là rõ chưa nào? Rõ chưa con? Được chưa? À, có câu hỏi nào nữa? Thầy hết cho có nhiều người con thì sao? Còn 5 phút nữa là chúng tôi hoàn tất thời gian của thầy quý thầy cô. À, giơ tay, đi hỏi đi con. Môi giới. À, rồi, môi giới. Nghĩa thứ ba là gì? Bây giờ có người, có việc làm. Không nào? Có một cái người, rồi có một cái việc làm. Và đằng sau cái người làm việc làm có một người đang làm. Có không? Tách người ra và việc ra có người làm không? Và vì vậy cho nên người ta hiểu lầm rằng là cách cái cảm thọ và cách người thì có một người đang cảm thọ. Và người cảm thảm thọ đó họ nói trong kinh gọi là người môi giới. Tức như là có một cái gạch nối giữa người và cảm thọ. Thì có một cái người đang cảm thọ. Bây giờ tắt cảm thọ có người đang cảm thọ không? Tắt cái cảm thọ đó có người cảm thọ không? Tắt người đó có cảm thọ không? Có không? Không, con cứ hỏi. Tắt cảm thọ có người cảm thọ không? Tắt người có cảm thọ không?
Vậy khi nói người đáng cảm thọ nghĩa là có cảm thọ và có người đáng cảm thọ. Và người đáng cảm thọ thì ta xem như là cảm thọ và người là mờ là một. Nhưng mà trong này họ là tách cái người cảm thọ có cảm, tách cái cảm thọ ra, tách cái người ra có cái cảm thọ. Có cái người cảm thọ và người cảm thọ đó là một cái khái niệm linh hồn. Đó là khái niệm từ ngã. Bây giờ cái đó gọi là môi giới. Bây giờ thầy nói một chút để cho con. Cái này là cái mà bây giờ thì dù ta nói cảm thọ, ta nói cảm thọ nghe. Bây giờ lạc thọ thì nói một cái như vậy hơi xa. Bây giờ ta nói là lạc thọ do gì sanh? Khi nói thọ do cái gì sanh? Xúc do gì sanh? Cắn trần. Vậy khi chúng ta nói lạc thọ hay khổ thọ, vậy có cái lạc thọ hay khổ thọ độc lập khỏi xúc không? Có cái lạc thọ hay khổ thọ độc lập khỏi cắn trần không? Và người ta đang hiểu lầm là độc lập khỏi cắn trần, độc lập khỏi xúc, có người đang cảm thọ được không? Đó là một sai lầm. Điều thứ ba là giải thích cái đó. Khi nói người cảm thọ nghĩa là cắn trần thức mới có người cảm thọ. Cho nên người cảm thọ đó là do cắn trần thức nó gặp nhau, nó tạo ra cái mình gọi là cảm thọ. Và cảm thọ ở đây là có điều kiện, phải không con? Nhìn ra chưa? Vì con đang cảm thọ, con đang nhìn thầy đi. Có cảm thọ gì không? Nắm được chưa con? Cái này là cái mà, cái này sợ gì cái thứ ba mà để ta bác bỏ là gì? Ta bác bỏ là có một con người tách khỏi cắn tầng thức, có một con người riêng, người cảm thọ riêng. Và điều này chúng ta đi vào trong ngủ uống á, là khi mà cảm thọ luôn luôn cảm thọ có điều kiện, và điều kiện là cắn tầng tiếp với xúc, xúc sinh ra cảm thọ, chứ không hề có cảm thọ tách khỏi cắn tầng và xúc, có hả? Rõ không? Mơ màng hả? Về ngồi đó về cảm thọ thử, có thể có người cảm thọ không nghe. Thường chúng ta hay nói thế này, chúng ta đồng hóa cái cảm thọ với cái tư duy của chúng ta là cái ngã. Thầy đã từng phạt, thầy đã từng là viết một cái câu hỏi là tôi tư duy là tôi hiện hữu, đúng không? Vậy cái tôi tư duy là tôi hiện hữu là do những cái ngôn từ nó cộng lại, nó tạo ra cái gọi là tôi tư duy là tôi hiện hữu. Bây giờ cắt những cái từ tôi riêng, tư duy riêng, là riêng, tôi riêng, hiện hữu riêng. Vậy cái đó chúng ta gọi là suy nghĩ, đúng không ạ? Mà cắt từng từ ra thì còn suy nghĩ không? Thì cái suy nghĩ chúng ta gọi là linh hồn đó, nó cũng do những cái duyên của những từ vựng mà nó cộng thành, chúng ta gọi là tư duy. Vậy tư duy nó có mặt là do điều kiện. Mà cái gì điều kiện thì nó tùy thuộc vào nhau mà nó tồn tại. Mà cái gì tùy thuộc vào nhau tồn tại thì nó không có tứ ngã. Được không con? Từ đó cảm thọ. Cảm ơn tất cả. Câu chúc mặt vì là may mắn hết. Good luck nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giáo thọ. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà chúng con được học tại học môn Khai Luận Phật Học do thầy đảm nhiệm. Và chúng con xin thành kính tri ân thầy đã giúp cho chúng con hiểu sâu về phương pháp hành trì, những giáo lý cơ bản về Phật học. Và chúng con nguyện cầu hồng ban tâm bảo gia hộ cho thầy được pháp thể khinh an để tiếp tục làm sự nghiệp giáo dục cho giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn quý thầy cô. Điều mà làm cho tôi vui đó là cái tinh thần học tập quý thầy cô, và có duyên làm việc với quý thầy cô một học kỳ. Chúng tôi rất niềm hy vọng của tôi là chắc chắn quý thầy cô không thể trong 40 tiết này quý thầy cô có thể nắm những vấn đề Phật pháp mang cái tính gọi là chìa khóa như thế này. Nhưng mà tôi hy vọng với cái sự giảng dạy và cái nỗ lực của chúng tôi hy vọng quý thầy cô từng bước sẽ hiểu và hành trì cái giáo pháp của Phật, và thấy được những cái giá trị mà Đức Phật giảng dạy để lại chúng ta. Và cái vấn đề giáo dục đó là sự nghiệp
của Phật Pháp và tôi thì tôi cũng hoài bảo cái này. Và tôi mong rằng quý thầy cô sau khi mà học ở học viện xong, đi xa nữa thì tốt, mà không đi xa thì tiếp tục đi con đường là nghiên cứu học về học thuật này để là tiếp nối con đường của các vị thầy tổ chúng ta. Rất mong quý thầy cô có nhiều người có hỷ lạc trong môn học của tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hồi hướng công đức.